Chị em nói chuyện có rõ không ạ? Tại em thấy cái đường truyền nó hơi bị lắc các anh chị. Các anh chị thông cảm giúp em với nhé. Dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À. Dạ, tại cái mạng nó hơi bị chậm ạ. À. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị. À các anh chị ơi, trên màn hình của chúng ta là cái chính sách cam kết trả hàng trong kinh doanh của nhà Ba Miêu các anh chị, thì không có một cái nhà cung cấp nào mà có thể là tự tin, có nghĩa là mình công bố lên những cái chính sách như thế này được các anh chị. Rất là tuyệt vời. Thì cái trường hợp trả hàng này á thì sẽ là khách hàng không có hài lòng, đối với khách hàng không có hài lòng với chất lượng sản phẩm bên Ba Miêu ạ. Và cái điều kiện trả hàng thì mình chỉ trả hàng đối với các sản phẩm dạng gói cho các anh chị, không áp dụng với sản phẩm dạng lon nhé. À, chỉ áp dụng trả hàng đối với những cái đơn hàng mà hoàn thành không quá 10 ngày khi có yêu cầu trả hàng. Và một cái đơn hàng á, chỉ được một cái sản phẩm mở dụng thử thôi. Các cái sản phẩm còn lại thì phải còn nguyên vẹn nè. Ví dụ như là đơn hàng của anh chị có 5 hộp sữa Baba Milk Gold, thì chỉ có một hộp được mở thôi nha anh chị. Còn những còn lại phải nguyên vẹn, rồi chưa có dùng. Còn một cái sản phẩm mới mở thì chỉ được sử dụng tối đa là 3 gói thôi. Một hộp sữa các anh chị mở ra chỉ sử dụng được tối đa 3 gói thôi. Hoặc là bao bì thì phải còn nguyên vẹn và đầy đủ. Hoặc là khi mà mình hàng mình hoàn lại á, thì phải bao gồm các cái chương trình khuyến mãi nếu có luôn các anh chị nhé. Dạ, thì các cái bước thực hiện đó là trong vòng 10 ngày kể từ khi mà đơn hàng hoàn thành thì quý đối tác vui lòng cung cấp số điện thoại nè và tên khách hàng qua cái hotline, số điện thoại hotline của cái công ty đó là 0816 836 900 ạ. À. Để cái bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn Vikazen sẽ trực tiếp liên hệ để mà tư vấn hỗ trợ khách hàng trong vòng 48 giờ. Nếu mà 48 giờ chăm sóc khách hàng không có thành công, khách hàng sẽ liên lạc trực tiếp đến công ty Robby để mình có thể làm thủ tục hoàn tiền và trả hàng như các anh chị nhé. Mình gặp bất cứ một cái trường hợp gì trong cái hàng của mình hay là mình có vấn đề gì đó thì các anh chị hãy điện thoại vào cái số hotline như các anh chị nhé. Là mình muốn trả hàng thì phải đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện ở trên em vừa nói á. Các anh chị nghe có kịp không ạ? À? Em nói có nhanh không ạ à, các anh chị? Dạ. Dạ vâng ạ. À. Thì thêm một cái phần nữa là trong cái trường hợp mà về cái trong trường hợp mà có sự cố về chất lượng các anh chị, quý anh chị đối tác đại lý và cái khách hàng vui lòng chụp ảnh nè hoặc là quay cái video sản phẩm bị sự cố để mà cái bộ phận bên chăm sóc khách hàng của công ty thuận tiện trong cái việc hỗ trợ cho các anh chị nhé. Mình chụp ảnh hoặc là quay video để mà mình gửi vào cái trong cái bộ phận để mà mình chăm sóc khách hàng các anh chị, nó sẽ cũng thuận tiện hơn cho cái việc hỗ trợ cho các anh chị. Và để cái việc sử dụng Ba Miêu đạt hiệu quả tốt nhất thì để việc tư vấn trở nên chất lượng cũng như là tăng cái uy tín chất lượng sản phẩm thì công ty trách nhiệm Vikazen kính mong các anh chị đối tác đại lý và khách hàng cố gắng tham dự các cái buổi đào tạo của công ty ạ. À. Dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đây là cái chính sách cam kết trả hàng trong kinh doanh mà từ đó tới bây giờ em mới thấy cho có một trong cái nhà cung cấp đó các anh chị, rất rất là tuyệt vời luôn ạ. À. Dạ vâng ạ, à. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe về cái phần của em. Dạ, thì các anh chị ơi, thì nãy giờ em cũng đã nói về cái chương trình khuyến mãi nè, mua 3 tặng 1 đối với hộp nhỏ, cũng như là cái chương trình khuyến mãi mua 5 hộp lớn được tặng một hộp lớn, thì áp dụng đến ngày, đối với hộp lớn thì mình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 10 nha các anh chị. Còn đối với cái chương trình mà mua 3 tặng 1 cái hộp nhỏ thì sẽ được áp dụng đến hết tháng 11 các anh chị nhé. Đến ngày 30 tháng 11 lần. Cho nên các anh chị hãy tranh thủ mình lên đơn, mình cũng như là mình trải nghiệm về cái dòng sản phẩm sữa Ba Miêu ạ. À. Dạ, rất là dạ thì cũng quay lại với chương trình thì trước khi đến cái chương trình ngày hôm nay thì chị có một cái yêu cầu nho nhỏ, đó là các anh chị hãy trả lời giúp cho em một cái câu hỏi nhé, để mình có thể mình ôn lại bài cũ về cái buổi học cũ của các anh chị, cái buổi một á. Lon có khuyến mãi không ạ? À? Thì hiện tại thì bên em chỉ có cái chương trình khuyến mãi Ba Miêu chỉ có đối với dạng gói thôi thôi chị. Dạ. Dạ. Và mình như em đã nói thì mình trước khi mình vào cái chương trình ngày hôm nay thì em có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, đó là các anh chị hãy trả lời giúp cho Diệp một câu hỏi nhé. Mình ôn lại cái bài cũ về cái buổi một của các anh chị. Đó là các anh chị ơi, các anh chị hãy mình trả lời cái câu hỏi là bạn là ai được không ạ? À? Trong cái buổi một của chúng ta thì có cái chị huấn luyện viên, chị coach quốc tế, chị Hằng Lê cũng như là anh Cai Nguyễn cũng đã giới thiệu về cái ước mơ của mình cũng như là cho các anh chị giúp cho anh chị được tìm được cái ước mơ của mình nè, để các anh chị biết mình là ai. Thì hôm nay
Ngày hôm nay thì các anh chị có thể comment lại giúp em, đó là các anh chị trả lời câu hỏi giúp em là bạn là ai được không ạ? Các anh chị hãy mạnh dạn comment lên chữ ở lên khung chat giúp cho em được không ạ? Các anh chị là ai, các anh chị hãy nói rõ cho dì cũng như tất cả các mọi người ở đây được biết được không ạ? Ai là người tự do tài chính ạ? Rất là tuyệt vời. Còn các anh chị nào nữa không ạ? Em thấy hiện tại trong Zoom có 100 linh mấy các anh chị lận. Các anh chị có thể mạnh dạn mình tự tin không ạ? Các anh chị đã học hết cái buổi 1 đúng không ạ? Cái buổi 1 chúng ta diễn ra vào ngày 8 tháng 10 các anh chị. Dạ. Bạn là ai ạ? Dạ mình kiểm tra bài cũ chút xíu các anh chị nhé. Tôi là người yêu tự do hạnh phúc ạ. Rất là tuyệt vời luôn, rất là nhiều anh chị. Thành công là người muốn thành công. Dạ vâng ạ. Dạ. Các anh chị ơi, các anh chị đã học mới có một buổi một thôi mà thấy các anh chị nãy giờ các anh chị cũng trả lời nè rất là nhiệt tình, thể hiện được cái sự tinh thần, cái tinh thần học hỏi, ham học hỏi cũng như là cái sự nghiêm túc của các anh chị rồi. Dì hy vọng các anh chị sẽ hãy giữ vững cái tinh thần này để tham gia đầy đủ đồng hành cùng với ba Miu đến 4 buổi học. Thì các anh chị, mình có 4 buổi học, các anh chị hãy giữ vững tinh thần này, mình tham gia đủ 4 buổi học nhé. Chắc chắn sau cái khóa học này các anh chị sẽ được nâng cao cái giá trị bản thân này, nâng cao giá trị kiến thức và sẽ là một cái người nói bước để trở thành những cái leader toàn năng, những huấn luyện viên nè có quốc tế vô cùng chuyên nghiệp và tài giỏi như là chị Hằng Lê và hoặc là anh Cây Nguyễn ạ. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Dạ dạ thấy rất là nhiều các anh chị mình đang comment ạ. Dạ cảm ơn các anh chị rất là nhiều nhé. Dạ tôi là người tự tự lập không phụ thuộc, tôi không muốn thay đổi bản thân, tôi muốn thay đổi bản thân ạ. À. Dạ vâng ạ. À. Em chắc chắn các anh chị sau khi mình học đầy đủ các khóa học này thì các anh chị sẽ có một cái giá trị về cái bản thân, mình nâng cao được cái giá trị kiến thức của mình và trong tương lai chắc chắn các anh chị sẽ trở thành những cái leader toàn năng nha các anh chị. Dạ chắc chắn là như vậy ạ. À. Và các anh chị ơi, khó có một cái nhà cung cấp nào mà có thể mời được các huấn luyện viên quốc tế đâu ạ. À, các anh chị. À, đặc biệt nữa là cái buổi học của chúng ta lại hoàn toàn miễn phí nữa. Và không biết là trong Zoom ngày hôm nay thì các anh chị có nhớ đến cái khóa học mà này trị giá bao nhiêu không ạ? À? Các anh chị có nhớ cái khóa học của chúng ta có trị giá bao nhiêu không ạ? À? Các anh chị có thể comment khung chat giúp em được không ạ? À? À 15 triệu ạ, à, rất là tuyệt vời. Dạ vâng ạ. À. À, khóa học của chúng ta là có cái trị giá là 15 triệu đồng các anh chị. Và chỉ có riêng nhà cung cấp 30 mil mới hỗ trợ được cho chúng ta như vậy thôi. Mình được học miễn phí nữa cho nên các anh chị ơi mình hãy nghiêm túc mình học tập để mình có những cái thành công của mình nhé các anh chị nhé. À, 15 củ. Dạ vâng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. Và hiện tại thì em thấy là có 100 lẻ mấy thôi cho nên á không biết là các anh chị trong Zoom ngày hôm nay có còn biết đồng đội nào của mình á chưa có tham gia vào Zoom thì các anh chị hãy chia sẻ cũng như là mình chia sẻ cái link Zoom này, mình kêu gọi đồng đội để cùng tham gia với chúng ta được không ạ? À? Tại vì cái buổi ngày hôm nay rất là tuyệt vời luôn. À, cái bữa học bữa một sôi nổi thì bữa hôm nay cũng không hơn không kém như các anh chị. Cho nên các anh chị hãy chia sẻ lên Zoom này kêu gọi mọi người cùng tham gia với chúng ta với nhé. Dạ, vậy cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À. Dạ vâng, thì cái chương trình ngày hôm nay của chúng ta là một cái buổi học thứ hai nha các anh chị. Hôm nay của chúng ta là một cái buổi học thứ hai với cái chủ đề đó là 4 bước gây thương nhớ cho khách hàng. À, thì hôm nay các anh chị sẽ được gặp gỡ một cái vị khách mời vô cùng đặc biệt luôn. Anh ấy là một cái huấn luyện viên, là một nhà khai vấn được cấp chứng nhận bởi Liên đoàn Quốc tế ICF. À, anh ấy sẽ là người giúp cho các anh chị hiểu rõ được nghệ thuật bán hàng gây thương nhớ là như thế nào và vậy anh ấy là ai và hành trình để bắt đầu tìm kiếm sự tự do tài chính của anh ấy ra sao. À, thì ngay bây giờ các anh chị ơi, các anh chị hãy thả thật nhiều tim, nhiều hoa để gửi lời chào đón đến huấn luyện viên coach quốc tế anh Cai Nguyễn của chúng ta được không ạ? À? Dạ vâng, em xin chào anh ạ. À. Dạ. Ok, cảm ơn Ngọc Diệp, MC dễ thương và duyên dáng của chúng ta ngày hôm nay nha. Ca xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi học ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta đã tới giờ học rồi cả nhà, cho nên là chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Chúng ta sẽ không chờ đợi, không cần phải quá đông số lượng đâu mọi người. Chỉ cần mọi người cố gắng tập trung và cố gắng mình tương tác thì ca nghĩ rằng buổi học của chúng ta vẫn sẽ rất là tuyệt vời. Và quan trọng hơn nhất là
không phải là số lượng học viên bao nhiêu, mà là cái số lượng kiến thức cũng như cái sự ứng dụng của các anh chị vào trong cái công việc của mình. Cái điều đó mới là cái điều mà các quan tâm nhất, cũng là như là nhà PowerBI quan tâm nhất nha các anh chị. Rồi, trong buổi học ngày hôm nay sẽ có một vài cái nguyên tắc mà các sẽ đưa ra cho mọi người. Đầu tiên đó chính là nếu như mà cái có nói nhanh quá thì mọi người nhớ stop cái lại nha. Tại vì đôi khi lâu 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 lắm rồi Kai mới đứng trước nhiều anh chị như vậy và mình chia sẻ về một cái chương trình đào tạo. Cho nên thì khó có thể nào mà không hồi hộp được cái lắm các anh chị. Thường là nói trong đội nhóm thì là muốn nói sao nói thôi, không có cần phải quá quan trọng. Nhưng mà hôm nay xuất hiện với toàn là anh chị lạ không, mình phải giữ hình tượng nữa các anh chị. Cho nên là nếu mà Kai vô tình cái nói nhanh quá thì mọi người nhớ stop Kai, dặn Kai lại ha. Trong quá trình mà Kai đang chia sẻ, mọi người có thể comment vào khung chat, đặt những câu hỏi nếu như mọi người có thắc mắc, không có ngại ngùng gì hết. Đối với Kai, cách mà học nhanh nhất, giúp cho mình tiến bộ vững vàng nhất, nhanh nhất, đó chính là mình đặt những câu hỏi. Nhưng mà nhớ một điều nữa là chính là mình hỏi những câu hỏi suy nghĩ mình động não, để mình hỏi những câu hỏi thật là hay, để mà mình có thể có được nhiều kiến thức hơn, hoặc là giúp cho những cái người đồng đội của mình, những cái người cùng học với mình, họ hiểu thêm về cái chương trình này, hoặc là hiểu thêm về cái giá trị của học nha các anh chị. Ca xin phép được tự giới thiệu một tí xíu về bản thân mình nha. Ca tên là Ca Nguyễn, hiện nay Ca đang là một Ikigai Coach, một Life Coach được cấp chứng nhận bởi Liên Hợp Quốc quốc tế ICF như Ngọc Diệp đã giới thiệu. Thì trước đây Ca cũng phải bắt đầu từ là một tiếp viên hàng không, sau đó thì Ca trải qua rất rất là nhiều công việc kinh doanh cả nhà. Nhưng mà tại sao mà ngày hôm nay trong cái buổi mà ghi bán hàng ghi thương nhớ thì Kai lại có thể mạnh dạn cái đăng ký và Kai chờ để cái hướng dẫn hoặc là cái chia sẻ cùng với mọi người, thì tất cả mọi thứ nó đều có lý do. Và kể sơ sơ cho mọi người một tí xíu về cái tiền án tiền sử của Kai ngày xưa khi Kai làm sale. Tiền án là khi làm sale, tức là khi mà Kai nghỉ bay rồi thì cuộc đời con người thì không lúc nào cũng đi lên đâu các anh chị. Lúc đó là khi mà Kai làm tiếp viên hàng không khoảng 2 năm á, rồi cuộc sống như trong mơ, chỉ cần là đi bay rồi ăn chơi, mình đi du lịch, rồi mình ngủ ở khách sạn, mình ngủ qua đêm tại một cái tỉnh thành, một cái đất nước nào đó, mình còn được trả thêm tiền nhiều hơn là mình ngủ trong nước nữa các anh chị. Thì cuộc sống rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Nhưng mà sau đó thời gian theo đó, Kai cảm thấy rằng là cái cuộc sống này nó lấy đi của mình rất là nhiều sức khỏe, và đặc biệt nhất là các mối quan hệ, nó lấy đi của mình mối quan hệ rất là nhiều. Thì Kai mới quyết định Kai ngừng và Kai khởi nghiệp bằng công việc là kinh doanh, trở thành một nhân viên bán bất động sản. Thì nó không như là mơ mọi người ạ. Những cái gì mình tính toán nó không có xảy ra như đúng những cái gì mà mình muốn. Và cái công việc kinh doanh bất động sản nó là thất bại hoàn toàn, thất bại hoàn toàn luôn. Và Kai mất rất là nhiều tiền vào trong cái công việc đó, tiền tiếp khách, tiền đi ăn đi nhậu, mời khách, tất cả mọi thứ. Rồi dự án không ra, trời ơi. Thậm chí là cái nơi mà Kai đang ở đây là Vinhome Grand Park ở quận 9, thì đây là cái dự án mà ngày xưa Kai đã từng bán cho Vin mọi người. Nhưng mà cái thời điểm đó mọi người có biết rằng là Kai giữ chỗ được khoảng mấy khách hàng á, mà tới tận 2 năm sau cái Vinhome Grand Park này nó mới thành lập, tức là không có nguồn tiền để mình thu về luôn cả nhà. Khi là mình không còn cái gì nữa trong trong người nữa hết. Thì lúc này Kai mới apply vào một cái phòng gym là City Gym. Thì cái City Gym lúc đó là nó chỉ là một cái phòng gym, chỉ mới có một câu lạc bộ thôi, không phải là bành trướng cả nước như bây giờ. Và cái câu lạc bộ đó khi mà Kai vào Kai làm, nó không có ai training cho Kai hết, không có ai đào tạo cho Kai về cái kỹ năng bạn phải bán thế nào, bạn phải làm sao. Nhưng bằng một cái không biết là trời phú hay là ai phú, bởi vì lúc bán bất động sản thì bán không được nha, nhưng mà khi mà Kai làm gym, thời điểm đó Kai chỉ có mất khoảng một tháng thôi cả nhà, đúng một tháng là Kai đứng lên top sale luôn, đứng top sale luôn. Và kể từ lúc mà Kai làm ở đó, Kai chỉ làm đúng 3 tháng thôi nha cả nhà. Từ tháng 8 năm 2021, cuối tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 11 năm 2021 là Kai ngưng, Kai không làm nữa. Và trong 3 tháng đó Kai đã hết kết thúc tháng đầu tiên, doanh số của Kai là 110 mấy triệu một tháng, Kai đứng thứ hai và làm trong top sale, và Kai được làm team leader. Sau khi Kai làm team leader xong, quán thứ hai Kai bán được khoảng 200 mấy chục triệu, và Kai tiếp tục làm người best seller đứng toàn trên hệ thống. Và qua tháng thứ ba cũng là cái tháng mà Vạn Hạnh Môn mở cửa City Gym á, doanh số của Kai một tháng đó là Kai bán 500 triệu, 500 triệu là bằng doanh số của tất cả câu lạc bộ cộng lại, tất cả nhân viên cộng lại cũng không bằng Kai bán luôn. Mà nếu bây giờ mọi người hỏi Kai lý do tại sao mà Kai có thể bán nhiều như vậy, thực tế cái bí quyết của Kai mọi người biết không? Nó giống như trong cái câu chuyện mà Kung Fu Panda, mọi người có ai có coi ở đây, ai coi Kung Fu Panda rồi mọi người bấm số 1 giùm Kai được không ạ? Ai coi bộ phim hình đó rồi, Kung Fu Panda bấm số 1 nha. Ai đã xem bộ phim hình Kung Fu Panda rất nổi tiếng rồi ạ? Con gấu trúc đó mọi người, con gấu trúc đó.
đó thì cái mọi người có nhớ cảnh cuối phim ở phần 1 đầu tiên không, là kết phim khi mà con gấu trúc mà nó đang yếu xìu, nó không có biết võ thuật gì hết, nó đánh thì thua, bị đánh bị sư phụ đánh đánh từ trên đầu đánh xuống luôn, nói chung là nó rất là dở. Nhưng mà khi nó mở cái hộp nó ra thì cái hộp, trong cái hộp bí quyết nó trống rỗng, nó chẳng có một cái bí quyết gì trong đó cả. Thì khi mà Kai, lúc mà Kai bán được hàng và Kai trở thành cái người mà hiện nay là cái kỷ lục của Kai là chưa có ai phá vỡ luôn, thì Kai mới nhận ra được một cái bài học, đó chính là thực sự là bí quyết chính là cũng không có bí quyết gì cả. Không có bí quyết cả, nhưng thật ra nó vẫn có nha cả nhà. Có ở đây là nó, bởi vì nó quá đơn giản, nó rất là đơn giản, và sắp tới Kai sẽ chia sẻ cho mọi người trong cái những cái slide tiếp theo để mọi người nắm được, mọi người hiểu được cái cách mà Kai đã làm. Thực sự là nó không phải cái gì đó quá cao siêu đao to búa lớn mà bất cứ ai cũng có thể làm. Nhưng chúng ta không làm. Tại sao chúng ta không làm? Bởi vì chúng ta tính toán quá nhiều. À, đúng không ạ? Vậy thì hãy nhớ hôm nay, cái bí quyết hôm nay đầu tiên là cái sai lầm đầu tiên của một người sale, của một người kinh doanh, đó chính là tính toán quá nhiều. Mọi người hãy comment trong chat đi ạ. Tính toán quá nhiều. Rồi, các xin phép được chia sẻ màn hình nha. Mọi người có thấy màn hình của Kai chưa? Rồi, Kai thấy màn hình này rồi. Nhưng mà Kai không còn thấy khung chat nữa. Ok. Rồi. Xong. Rồi. Giờ chúng ta bắt đầu nha cả nhà. Host để ý dùm Kai cái mọi người hình như là vẫn có người mới vào đấy. Các anh chị ơi, nếu mà chúng ta học, mà chúng ta đã học cùng với đi cùng với Robby, và chúng ta muốn trở thành một người, một thủ lĩnh toàn năng, một người lãnh đạo toàn năng, thì đầu tiên trong khóa học chúng ta nên bật cam để chúng ta cho thấy rằng cái sự hiện diện chúng ta ở đó nha. Ca nhắc một lần thôi, chúng ta không nhắc nhiều, nhưng mà từ từ cái sẽ kể ra những mọi người những cái lý do tại sao mà các anh chị vẫn vẫn chưa chưa đạt được những gì mà các anh chị mong muốn nha, đặc biệt là những anh chị chưa mở cam. Rồi, cả nhà thấy hết màn hình của ca đúng không ạ? Người hết màn hình chưa? Rồi, ok. Thì bước đầu tiên chỉ cần nhớ bốn điều giùm ca. Thứ nhất, một, biết các bạn, các anh chị biết xuống nha, niềm tin. Thứ hai là nỗi sợ. Thứ ba là phân loại khách hàng. Và thứ tư là Kaizen. Các bạn cứ viết xuống trước rồi chúng ta sẽ đi từng phần. Và khi chúng ta đi từng phần xong, chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao nó lại là như vậy. Được không ạ? À, mọi người đừng có ngại Kai nhìn bên tay góc màn hình nha, là bởi vì Kai có hai cái máy tính cho nên là Kai đang quan sát cả hai á mọi người. Rồi. Rồi, một là niềm tin nè, thứ hai là nỗi sợ, thứ ba là phân loại khách hàng, và thứ tư là Kaizen. Các anh chị biết xuống nha. Chúng ta sẽ đi đến phần đầu tiên, đó là niềm tin. Vậy thì Kai sẽ chia sẻ với một điều đầu tiên nè. À, đây là một cái điều mà trong tất cả những cái khóa học trị giá hàng trăm triệu ngoài kia người ta sẽ luôn luôn nói. Bước một của bạn đó chính là bạn phải biết bạn muốn gì. Đúng không ạ? Các anh chị nhớ nha. Bước đầu tiên bạn phải biết bạn muốn gì. Tại sao điều này quan trọng? Thực ra khi mà chúng ta hỏi đến điều mà chúng ta muốn thì có rất nhiều thứ để chúng ta muốn. Hôm nay chúng ta muốn cái này, ngày mai chúng ta muốn cái khác. Chúng ta không chọn lựa được cho bản thân mình cái mong muốn lớn nhất, khát khao cháy bỏng nhất. Ví dụ như là ai mà không muốn có một cái body đẹp đúng không? Ai mà không muốn mình là eo thon, vòng eo cong kiến, vòng eo 59, vòng eo 56 đúng không? Phụ nữ thì muốn thân hình mình gọn gàng, suông, mượt, da dẻ thì trắng hồng, tất cả mọi thứ mình muốn đúng không? Nhưng mình muốn ở đây, nhưng mình đồng thời mình cũng thích gì? Mình cũng thích ăn đồ ăn nhanh, mình cũng thích ăn khoai tây chiên, mình cũng thích là được uống trà sữa như bao người. Các anh chị hình dung mà chúng ta muốn rất nhiều, nhưng chúng ta không chọn lựa được cái điều mà mình mong muốn nhất vượt bậc và nổi trội. Cho nên chúng ta không tập trung được cái nguồn lực vào trong đó. Vậy thì cái bước đầu tiên để bạn xác định một cái hành trình dài trong cả cái cuộc đời của mình luôn á, đó, đó chính là các bạn phải, các anh chị và các bạn phải xác định được cái điều mình mong muốn. Và để hiểu được, tìm được cái điều mà mình mong muốn nhất ấy á, giờ cái hỏi giờ anh chị muốn gì cầm anh như cái, các anh chị muốn gì các anh chị cầm anh như cái được không? Hai từ thôi, chúng ta muốn gì chúng ta cầm anh hai từ thôi. Ví dụ như là tiền, ví dụ như là tình yêu, ví dụ như là người yêu chẳng hạn, hay là đó, các bạn thì cầm anh thử coi. Tài chính, phương minh hay quá, thành công rồi, tiền, quốc huy là tiền, được sức khỏe, hạnh phúc. Ồ, hay ha, cái thứ từ hạnh phúc, muốn tự do tài chính rồi, muốn vợ đó, mình lề thực tế quá, muốn vợ rồi, muốn thịnh vượng. Như vậy các mọi người, nếu mọi người bây giờ mọi người hai từ mọi người nói với ta rất là dễ đúng không? Nhưng bây giờ cái hỏi thêm, ví dụ mọi người nè, bây giờ mọi người muốn tiền sẽ muốn bao nhiêu tiền?
Muốn sức khỏe thì sức khỏe nó như thế nào? Sức khỏe là mình có thể tập gym mỗi ngày, hay là mình có thể mình có một cái lúc nào mà cũng tràn trề năng lượng, hay là mình là một người body fit, mình là người đam mê thể thao. Các anh chị phải cụ thể hóa cái mong muốn đó ra. Cái mong muốn đó phải càng cụ thể và càng chi tiết càng tốt. Không có muốn không như vậy được nha, không có muốn muốn trong một cụm từ như vậy được, được chưa? Vậy thì sau buổi ngày hôm nay, cái bài tập đầu tiên của mọi người á, các nếu mọi người đang có cái lúc học đúng không, thì mọi người hãy viết cho chính mình nha, đừng có ngại người khác đọc, bởi vì yên tâm đi là không ai đọc của mình đâu, các anh chị yên tâm là không ai đọc của mình đâu, mà các anh chị hãy viết, mà viết cho chính mình đó, suy nghĩ thật là kỹ, bây giờ tôi muốn cái gì, tôi muốn cụ thể nó như thế nào, viết xuống, đừng có quan trọng hóa là tôi viết rồi không đạt được thì sao, điều này không quan trọng, mình chưa nói tới, mình xác định cái điều mình muốn trước đã, rồi mình mới đi tìm cái câu trả lời sau, được không ạ? Các anh chị có thì cái bài tập đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là hãy vào trong Đức và viết xuống cái mong muốn của anh chị, được chưa, được không ạ? Có ai nhớ được cái này không? Càng nói vậy thì sợ các anh chị có không làm đâu đó, điều quan trọng nhất là sợ các anh chị không làm. Vậy thì để mà cái mong muốn đó nó được thành hiện thực đó, thì như là cái nói là cái điều đầu tiên là chị Hằng Lê, có Hằng Lê nó nói với các bạn, phải biết được mình là ai đúng không, là cái cũng là một cái bước đệm để xác định là cái mong muốn của mình. Và cái điểm tiếp theo, cái hành trình tiếp theo để các anh chị đạt được cái điều mình mong muốn đó là các anh chị bắt buộc phải có niềm tin, không có con đường khác. Không nghe rõ hả? Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ chưa? Đây là bạn ở đâu các Các bạn có nghe rõ cái nói chưa? Các bạn cầm lên số 1 đó, các bạn nghe rõ nha. anh đến đây mà quân anh đi ra học tiếp từ tháng mai này học quân Bạn nào toán cũng được biết tìm ca nha, bạn nào đang bận biết tính tìm ca nha. Rồi ok, rồi mình niềm tin là yếu tố ok, các bạn chị nghe rồi đúng không? Vậy thì niềm tin là yếu tố quyết định, bạn sẽ không thể hành động nếu bạn không có niềm tin luôn, đừng bắt đầu làm gì nếu ta không có niềm tin vào nó, các bạn hình dung không ạ? Bởi vì một khi bạn đã không có niềm tin rồi thì trong não bộ của bạn, cái theo khoa học nha, nó sẽ tìm đủ mọi thứ lý do bla bla bla, hôm thế này sức khỏe tất cả mọi thứ để làm gì, ví dụ như bạn nghĩ rằng là bạn không phải là người có sức khỏe tốt thì thế nào bạn bắt đầu cái gì bạn cũng sẽ uể oải, người ta rủ bạn chạy bộ, bạn sẽ là thôi tao mệt lắm, tao mập lắm, tao không có chạy được đâu, tao bị tim đó, đủ thứ lý do hết. Cho nên là niềm tin là yếu tố quyết định, nếu bạn không củng cố được niềm tin, bạn không xây dựng được niềm tin cho chính bản thân mình vào cái mong muốn hoặc là cái mục tiêu nào đó, thì chắc chắn một điều rằng cái mong muốn nó chỉ là mong muốn bằng miệng mà thôi, nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được, nó sẽ không thúc ép bạn hành động được. Anh chị hiểu hiểu không ạ? Hiểu điều này không ạ? Đầu tiên mình phải xác định được điều mình mong muốn, và thứ hai mình phải có niềm tin vào nó. Nhưng ngặt ở một chỗ là không phải cái gì tôi nói tôi tin nhưng chưa chắc trong tâm tôi tin nha. Miệng từ người ta nói là tôi tin bạn, giống như là hai người yêu nhau đó. Hai người yêu nhau là em tin anh tin em, đúng không? Nhưng thật ra có tin không? Không. 10 giờ đêm về chồng mà đi tới 11, 12 giờ đêm mà không nhắn tin về bà vợ có suy nghĩ không? Có chứ. Đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ có. Thì cái nói ví dụ về niềm tin, đôi khi cái lời nói mình tôi tin không? Tôi tin đó bên thành không? Tôi tin. Nhưng mà thực tế bên trong vẫn chưa tin. Bởi vì nếu bạn tin, bạn sẽ hành động một cách khác. Đúng không ạ? Rồi, vậy thì cái niềm tin này á, nó không phải nó tự nhiên mà có. Có, chúng ta sẽ có được niềm tin dựa trên những cái thế giới quan, những cái chúng ta được dạy, những thứ chúng ta dung nạp, những thứ chúng ta đã trải qua, những cái kinh nghiệm sống của chúng ta, để chúng mỗi người sẽ là một xây dựng được một cái hệ thống niềm tin khác nhau, một cái thế giới quan về niềm tin khác nhau, và nó có thể được xây dựng, vun trồng, và đặc biệt nhất là phải bảo vệ. Vậy thì làm thế nào để các anh chị có thể xây dựng được niềm tin cho chính mình? Anh Trực nói rất là hay ha, tôn trọng thế giới quan của người khác là học viên của DCI nè. Rồi, qua last tiếp theo. Thì xây dựng niềm tin như thế nào đây? Tôi sẽ cho các anh chị những bước sau đây. Nhất là đặt câu hỏi. Ở đây, có anh chị nào đã nghe cái câu mà khi gõ cửa sẽ mở không? Khi ta hỏi, ta sẽ có được câu trả lời. Các anh chị nào nghe được câu này chưa? Có ai nghe chưa? Có ai nghe rồi bấm số 1 dùm ca được không? Mình tương tác các anh chị. Rồi, chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi. Nếu tôi nghi ngờ
Tôi hãy hỏi, nếu mà tôi làm copy mà tôi nghi ngờ cái gì, tôi cứ hỏi hết đi, hỏi toàn bộ mọi thứ đi. Copy có phải đa cấp không? Copy có phải là một hình hệ thống Ponzi không? Copy có lừa đảo ai không? Có lấy tiền của người ta bằng cách nào hay không? Hỏi hết đi rồi chúng ta hãy bắt đầu. Cho đến khi nào bạn không còn câu hỏi nào nữa hết thì cái hành trình của bạn nó mới thông suốt được, đúng không ạ? Và trong tất cả mọi thứ luôn, chúng ta đều bắt đầu bằng một câu hỏi. Kể cả là một coach quốc tế như Kai, thì cái bài học mà của thầy Kai dạy Kai chính là chúng ta sẽ có được câu trả lời đúng nếu như chúng ta có một câu hỏi đúng. Bởi vì mỗi câu hỏi trong bản thân nó đã có tồn tại câu trả lời rồi. Và một điều mà Kai rất cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mà Kai tìm hiểu lại, khi mà Kai nghe lại lịch sử của Đức Phật á, Đức Phật đó mọi người, thì có, nếu mọi người nghiệm là người thấy có phải Đức Phật giác ngộ bởi vì Ngài đã đặt một câu hỏi đúng không? Và câu hỏi đó của Ngài là gì? Ngài hỏi chính là tại sao trên đời này lại có sinh lão bệnh tử, đúng không ạ? Và đi trên cái hành trình Ngài đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó và Ngài đã giác ngộ, được không ở nhà? Rồi mình chia sẻ một chút xíu nha nha, chứ không phải đi thực hành đưa mọi người tới về con đường tâm linh nha. Rồi một là bước quan trọng nhất là đặt câu hỏi và cố gắng mình đặt câu hỏi cho đúng người. Bạn không thể nào đặt câu hỏi cho một người không biết gì hoặc là chỉ nói ra những cái mà họ hiểu mà họ không có sự kiểm chứng, không có sự nghiên cứu, được không ạ? Một cái điều này là rất các đối anh chị đối tác copy hoặc là các khách hàng của chúng ta hay rất hay gặp phải. Đó là cái câu mọi người biết không, khi mà chúng ta tư vấn rất là nhiều cho bạn bè, cho người thân rồi thì hoặc là cho khách hàng rồi thì họ nói gì? Để chị suy nghĩ, để chị tìm hiểu thêm đó. Họ tìm hiểu bằng gì? Họ tìm hiểu qua những cái kênh không chính thống, qua những con người không có làm copy và đôi khi là những cái tổ chức lừa đảo nữa. Vậy thì họ lại không có được câu trả lời từ chính những con người trong cuộc, được không ạ? Rồi bước đầu tiên là đặt câu hỏi, bước thứ hai là tìm hiểu chi tiết và cặn kẽ. Đây là cái lúc mà chúng ta đi kiểm chứng thông tin nè. Đây là thời đại 4.0 nha cả nhà. Mọi thứ nó đều có trên Internet hết. Vậy thì tất cả chúng ta có thể tìm hiểu và chúng ta có thể hướng dẫn cho những người còn nghi ngờ chúng ta tìm hiểu những thông tin chuẩn xác, chính xác nhất để củng cố niềm tin cho họ, củng cố niềm tin cho mình. Được không? Và điều thứ ba mà điều này đối với Kai là cái này là quan trọng nhất. Và đặc biệt nếu các anh chị đang xây dựng đội nhóm và muốn đội nhóm của mình hoạt động một cách mạnh mẽ nhất thì làm ơn có hai chữ đọc sách. Tất cả những người giàu có và thành công trên thế giới này họ đều đọc sách. Có thể là các anh chị chưa quen có thói quen này. Kai biết rất là cái thói quen này nghe nó rất là nhàm chán. Nhưng mà Kai tin Kai đi, không có con đường nào mà nó nhanh và nó hiệu quả, nó nhanh, nó hiệu quả và con đường đọc sách đâu. Và cái niềm tin này được xây dựng dựa trên tư duy, mà không có tư duy thì bạn chỉ nghe lời. Ví dụ bạn nghe ca nói, tức là bạn chỉ hôm nay bạn tới lớp bạn chỉ nghe ca nói, bạn thấy cũng hợp lý, nhưng mà tối đi ngủ ngày mai bạn quên hết phân nửa, đó là cơ chế của bộ não ha. Qua đêm bạn chỉ còn 50 thôi, qua 3 ngày sau bạn chỉ còn có 10 thôi, và một tuần sau là đôi khi bạn không nhớ tên ca là ai luôn, ca là nào luôn, được không các anh chị? Không nhớ luôn. Vậy thì đọc sách là một cách hoàn hảo để nâng cao tư duy. Tại sao? Là bởi vì khi các anh chị đọc sách, bắt đầu não bộ các anh chị bắt đầu suy nghĩ, các anh chị vận dụng cái những cái suy nghĩ đó thì các anh chị biết được rằng cái điều này nó đúng hay nó sai. Và một khi các anh chị đã động tâm dùng não để suy nghĩ thì cái điều đó nó được ghi nhớ rất là lâu và rất là sâu nha các anh chị nha. Cho nên là làm ơn làm phước dùm Kai nếu các anh chị muốn phát triển bản thân mình nhanh nhất, mà mình không có tiền đi học, mình không có tiền đi học những cái khóa hàng trăm hàng chục triệu, thậm chí là vài triệu thôi, mình không có. Đọc sách là con đường ngắn nhất, được không ạ? Con đường ngắn nhất và tiết kiệm nhất cho các anh chị. Nhưng thông thường tất cả chúng ta đều xem thường cách này, đáng buồn mọi người. Giống như cái cuốn sách nó có cái gì đó, nó một cái nguồn năng lượng gì đó mà nó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy sách là một thứ rất là nhàm chán, rất là đáng ghét, rất là nhàm chán. Trời, tôi thà tôi đọc sách thì tôi thà tôi ngồi tôi bấm điện thoại, biết bao nhiêu là tin tức hay, biết bao nhiêu là cái hay ngoài kia, tại sao tôi phải ngồi tôi cầm quyển sách, đúng không? Đó, cái suy nghĩ đó là cái mà khiến chúng ta đi lùi đó mọi người. À, rồi đặt đây là phương pháp cho mọi người thôi, còn mọi người có làm hay không thì quay trở lại đó là sự lựa chọn. Giống như tất cả các anh chị chúng ta vào trong một cái lớp học này, có những người lựa chọn sẽ bật camera lên, có những người lựa chọn sẽ comment, sẽ tương tác để mình tạo thành một cái dòng chảy, một cái nguồn năng lượng trao đổi giữa người chia sẻ và người được chia sẻ. Nhưng cũng sẽ có những anh chị ngồi và chúng ta tắt camera,
chúng ta chỉ nghe thôi và chúng ta làm việc khác, chúng ta làm việc này, chúng ta làm việc kia. Và ta nói với mọi người luôn, điều này rất nguy hiểm. Các anh chị tưởng rằng khi các anh chị ngồi ở một chỗ và các anh chị làm được nhiều việc thì cái đó là các anh chị đa nhiệm, các anh chị giỏi đúng không? Các anh chị ba đầu sáu tay, đặc biệt là những người phụ nữ. Nhưng cái nói với mọi người nha, chia sẻ thật sự nha và thật lòng luôn nha. Khi mà các anh chị làm như vậy á, các anh chị sẽ tập luyện cho mình một cái thói quen không tập trung. Không một cái gì mà các anh chị làm mà nó ra được kết quả mạnh mẽ hết. Bởi vì các nguồn năng lượng của anh chị luôn luôn phân tán và nó sẽ luôn luôn phân tán, và các anh chị tin ra đi. Các anh chị đã quen với cái này rồi. Và để mà cái việc các anh chị tập trung vào một cái gì đó nó rất là khó. Thực tế chứng minh một điều là để các anh chị tập trung đó, nó khó hơn cái việc mà các anh chị làm nhiều việc. Và khi các anh chị làm nhiều việc một lúc như vậy, đa nhiệm như vậy, cái mỗi anh chị hoàn thành được một chút này, một chút kia, một chút nọ, các anh chị cảm thấy vui, thấy tôi giỏi quá, nhưng không đâu các anh chị. Khi thói quen này nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại qua ngày này qua tháng nọ, nó sẽ nhân rộng lên, nó thằng sâu nhiều hơn, và từ từ các anh chị sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội rất là lớn nha. Cho nên là tất cả anh chị hãy cố gắng. Nếu có một thứ chúng ta cần tập luyện, đó chính là tập luyện sự tập trung. Và cái điều này đã được rất 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 nhiều những bậc thầy, những người đại giác, đại trí tuệ nói và thực hành có một phương pháp gọi là thiền. À, giờ mình đi đi qua thiền luôn đó nha cả nhà. Ok không ạ? Mình đi qua thiền rồi đó. Thiền là đơn giản là sự tập trung của mọi người thôi. Nhưng mà chúng ta khó, bởi vì chúng ta không rèn luyện được cái thói quen đó nha cả nhà nha. Rồi, chúng ta đi tiếp nha mọi người. Xây dựng niềm tin, đây là ba cách rồi nha, cho mọi người ba cách rồi nha. Dùng cách nào cũng được, nhưng phải dùng. Nếu không dùng thì sẽ không có niềm tin. Mà nếu mong muốn mà không có niềm tin, không có sự tư duy tìm được kế hoạch để đi đạt được mong muốn đó, thì mong muốn đó vô dụng, nó chỉ là lời nói trên đầu môi thôi. Rồi, tiếp. Rồi, một cái điều mà mọi người phải đọc sách thì mọi người mới biết được điều này, đó chính là tự kỷ ám thị. Ở đây có bao nhiêu anh chị biết về tự kỷ ám thị? Các anh chị cho cái số 1 được không ạ? Tự kỷ ám thị, anh chị nào đã từng nghe đến tự kỷ ám thị bấm số 1 giùm cái nha. Phạm Vi Hoàng tốt nè, Lý Đầm, Thanh Nhị, 191, Ngọc Hành, Phương Anh, 7-8 người rồi, Quốc Huy, Vũ Huyệt, Trang. Rồi, qua wow, được cũng khoảng mười mấy người ha, 100 mấy chục người rồi giờ. Và bây giờ được cũng được mười mấy người rồi là quá tốt rồi cả nhà. Ok. Rồi, bây giờ cái nói với mọi người nè, bây giờ bao nhiêu người đã áp dụng tự kỷ ám thị bấm số 2. Để coi những người học vừa rồi bao nhiêu người ứng dụng tự kỷ ám thị nha. Hoàng Vân, Thanh Nhị, Anh, Trúc Linh, giỏi quá ta. Ôi trời sao nhiều vậy ta? Bây giờ bị cháy giáo án mọi người ơi, sao nhiều người biết quá vậy? Ok, vậy thì câu hỏi số 3. Ai câu hỏi số 3 nha, là ai đã tự thấy rằng cái lần không phải tự thấy mà làm anh chị nào đã chứng nhận được, như là mình công nhận được, mình cảm thấy cái kết quả từ cái việc tự cảm thị bấm số 3 đó. Bấm số 3, mình biết rồi, mình ứng dụng rồi, bây giờ mình thu kết quả, thì bao nhiêu người thu được kết quả, thu được kết quả? Wow, nhiều ta, nhiều nha. Ok nha. Rồi, tí nữa những con người số 3 này ca sẽ mời đây để chia sẻ. Ca sẽ chia muốn mọi người chia sẻ về cái con đường của mọi người nha. Đây, ca thấy được không, không hết thoát được rồi mọi người. Vô vô 7 rồi, vô 7 rồi. Thanh Hòa nè. Là một, Thanh Hòa nhắc tên trước nha. Thanh Hòa giơ tay lên đi để họ tí nữa là cái spotlight lên nè. Thanh Hòa là một nè. Ca trọng đại mọi người ơi, không có thời gian. Kim Hoa, Bùi Thị Kim Hoa là hai nè. Rồi, ca cho Xuân Quyền là ba nè, ba người này nha. Tí nữa mình cuối giờ mình còn thời gian, mình sẽ mời ba người này lên nha. Ba người này nhớ tên giùm ca, giơ tay lên trước đi nha. Rồi, để mình không bị cái giáo án, chúng ta sẽ đi tiếp nha cả nhà. Tự kỷ ám thị là một cái phương cách rất là hay, và nó như thế ta, nó là một trong những sáng kiến vĩ đại nhất của thế giới vào thế kỷ đầu, vào đầu thế kỷ 20. Cho nên là mọi người, nếu chúng ta muốn biết về tự kỷ ám thị này á, chúng ta thứ nhất các bạn có thể search Google để tìm hiểu, hoặc nếu các bạn có thể đọc sách thì các bạn nên đọc hai cuốn sách này giùm coi. Một là cuốn 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill, đúng không ạ? 13 nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu của Napoleon Hill. Và cuốn thứ hai đó chính là cuốn Sức mạnh tiềm thức. Rồi, mình cho ở đây là mình đã đưa cho mọi người hết những cái công cụ rồi nha. Sách, đưa sách.
đọc hay không là do các anh chị, đúng không ạ? Rồi tiếp tục bước thứ năm là hành động. Khi các bạn hành động nó sinh ra kết quả, có thể là tốt, có thể là không, nhưng khi dựa vào kết quả đó chúng ta sẽ quan sát được và đưa ra được cái niềm tin để chúng ta sẽ nhận được những cái bài học, cái kinh nghiệm để củng cố thêm cho chúng ta cái niềm tin và cái hướng đi nó có đúng hay là không, được không ạ? Và cách cuối cùng đó là chia sẻ. Hãy chia sẻ những suy nghĩ thật của bạn khi niềm tin của bạn được điểm lên vào một ai đó, vào một người nào đó, vào một việc gì đó, một tình huống nào đó. Và điều đặc biệt cao quan lưu ý các bạn trong cái bước thứ sáu, và cái bước này là cái bước nó rất là đơn giản nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm, đó chính là chia sẻ đó. Cái bước chia sẻ này là bởi vì tại sao chúng ta phải chọn lựa được người chúng ta chia sẻ, bởi vì trên thực tế có rất 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 nhiều bài học xương máu và nước mắt bởi vì chúng ta chia sẻ lầm người, được không ạ? Chúng ta chia sẻ mà chúng ta không chọn lựa đúng đối tượng, chúng ta tin tưởng lầm người, thì đôi khi nó sẽ là một con dao hai lưỡi quay lại cắn chết chính chúng ta nha cả nhà. Rồi, vậy thì cái đi lại cho mọi người coi. Bước 1, đặt câu hỏi, tìm hiểu chi tiết và cặn kẽ, đọc sách và hành động, tự kỳ ám thị và chia sẻ là 6 bước để chúng ta xây dựng và củng cố niềm tin của mình. Các anh chị tới đây, các anh chị có câu hỏi nào không? Nếu các anh chị không câu hỏi, mình thả tim cái để mình qua bài nha. Nếu mình không có câu hỏi thì mình thả tim cái mình qua bài, còn ai có câu hỏi thì chúng ta comment câu hỏi để ca trả lời luôn, được không ạ? Được không ạ? Trời ơi, có Phương Anh ơi hả? Còn mấy anh chị kia đâu? Mấy anh chị kia đâu hết rồi? Đi ngủ hết rồi hả? Đâu rồi? Rồi, ca không thấy mọi người hỏi ha. Ca không thấy mọi người hỏi cho nên ca sẽ qua nha. Alo, alo, ồ con bạn alo nè. Các bạn alo nè, các bạn nào alo đây, Phạm Vi Quảng Ngãi. Alo, Phạm Vi Quảng Ngãi có câu hỏi gì mời bạn. Bạn giơ tay lên nha, ca spot là bạn lên luôn nha. Rồi, ok. Mở lên, Phạm Vi Quảng Ngãi đây. Bây giờ mình spotlight lên sao ta? Ủa? À, thấy rồi. Ok, xin chào bạn. Chào Dạ Phạm Vi nha. em Chào chị, K92. à dạ vâng chào cốt ca ca Nguyễn cùng với tất cả anh chị em trong chung của mình tối hôm nay ạ. Vi 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 nhờ ca Nguyễn chia sẻ giùm cho Vi một chỗ ạ, là hãy chia sẻ những suy nghĩ thật khi niềm tin bị lung lay. Vi đang thắc mắc về cái câu đó, nhờ ca chia sẻ kỹ thêm xíu. À, chia sẻ những suy nghĩ thật khi niềm tin của bạn bị lung lay. Ví dụ khi các bạn làm việc trong một đội nhóm, cái câu viết câu này là cây chia sẻ cho đối với cây là viết cho đội nhóm khi chúng ta kinh doanh copy luôn á, và trong khi chúng ta kinh doanh theo kiểu dạng đội nhóm, là khi bạn mất niềm tin, bạn hoài nghi có không, khi bạn làm một cái gì đó liên tục mà bạn không có kết quả thì chắc chắn một điều rằng bạn sẽ quay lại, bạn hoài nghi chính bản thân mình, hoài nghi công việc, hoài nghi cái việc mình làm nó có đúng hay không. Thì lúc này bạn hãy chia sẻ nó. Thứ nhất, người leader của bạn, người leader của bạn có tận tình hướng dẫn bạn hay không, bạn có tin tưởng, đủ tin tưởng họ để họ chia sẻ hay không, hoặc là chia sẻ với những người đang đồng hành với bạn. Đôi khi có những người nó không phải cùng trong đội nhóm của bạn luôn, hãy chia sẻ người mà bạn cảm thấy tin tưởng để cùng nhìn nhận lại vấn đề coi nó có đúng hay không hay là nó sai, được không chị Phạm Vy? Vâng. Ok, chị hiểu chưa ạ? Dạ, vâng rồi, em cảm ơn ạ. Ok, hay đó mọi người, can đảm đấy, được đấy, 10 điểm ha. Dạ đúng rồi, bởi vì cái này là do Vi nó bị có niềm đau của nó rồi nên hỏi lại cho kỹ mà. Bởi vì Vi từng Ok, làm hệ thống rồi nên niềm đau đó ok, nó in sâu lắm. đúng rồi, chính xác. À, chị Vi đã từng làm hệ thống rồi đúng không? Đã làm hệ thống rồi thì ca hiểu. Ca nói với mọi người, ca có rất nhiều những bài học xương máu về làm hệ thống. Rất rất nhiều nha. Cho nên ca tin chắc mọi người luôn, hiện nay mặc dù ca biết là trong bối cảnh hiện nay, cái môi trường của chúng ta tại Dropbee chúng ta có rất là nhiều sự thay đổi đó cả nhà, nhưng nó sẽ cũng có hai mặt để chúng ta cùng nhận, và lựa chọn nhìn nhận ở mặt nào là quyền của các anh chị. Nhưng nếu nhìn chung từ góc nhìn của một người bên ngoài nhìn vào, đối với ca thì hiện nay Dropbee nó vẫn chưa có người nào tốt hơn để thay thế đâu, nó vẫn đang là tốt nhất trên thị trường đó mọi người, nên là mọi người hãy vững tin nhé. Rồi đi tiếp để không bị cho giáo án nha. Xong, và tiếp theo chúng ta sẽ đến phần nỗi sợ.
Nỗi sợ là gì ạ? Sợ sản phẩm không tốt, sợ mất tiền, sợ bị lừa, sợ không thành công, sợ bị từ chối, sợ bị bảo là bán hàng đa cấp. Và cái nỗi sợ là cái thứ mà mọi người biết không, là cái thứ mà đạp đổ niềm tin của chúng ta. Chúng ta thường á, mà một khi mà các anh chị, khi mà các anh chị mới làm về Robby, là cái nói với các anh chị rất là may mắn. Bởi vì nếu mà thật sự Robby mới là đa cấp đó, thì chắc là nên thì chắc giờ cai con không ngóc đầu nổi đâu, chắc thật. Tại sao? Tại vì ngày xưa cái lúc mà cai, lúc mà khoảng 2021 mà khi cai làm Robby á, rất là nhiều bạn bè cai nó chẳng khác gì đa cấp cả. Và họ cái thầu họ rất là dè bỉu, rất là e sợ mình luôn á mình. Và khi mà cái rất là mừng khi mà Robby đã xuất hiện và bắt đầu chạy quảng cáo marketing bước ra thị trường quốc tế, rồi rất là nhiều mình cũng là những người có tiếng tăm KOL để mà quảng bá cho mình, thì thực sự mà nói đó là một điều mình rất là tự hào, thật sự rất là tự hào. Trong trong cái hành trình mà đi làm của Kai, Kai chưa có tự hào về một cái doanh nghiệp nào như là Robby, mặc dù đây chỉ là công việc về làm thêm thôi, à, công việc để kiếm thêm thu nhập cái nguồn thu nhập thứ hai thôi, chưa phải là nguồn thu nhập chính, nhưng nó hoàn toàn có thể đem lại một nguồn chính cho mình ha. Vậy thì cái nỗi sợ ở đây á là cái thứ mà chúng ta phải dẹp bỏ được. Vậy thì chúng ta sẽ có ba câu hỏi để chiến thắng nỗi sợ. Đầu tiên là why, tại sao, tại sao ta lại sợ. Đây là code nha cả nhà, hồi nãy giờ là mình training, bây giờ là code nè. Nếu bạn sợ thì tại sao lại sợ. Đôi khi á, nỗi sợ nó chỉ là một cái phản ứng của bản thân để bảo vệ chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một con rắn, chúng ta nhìn thấy một con cá mập, thì cái nỗi sợ nó xuất hiện để giúp cho chúng ta phòng vệ, cảnh giác, đề phòng. Nó là cái, nó là cơ chế để bảo vệ mình đó. Nhưng đôi khi chúng ta sợ mà nó không có sự kiểm soát, không có sự quan sát, nhận định, thiếu tư duy, thì sao ạ? Nó sẽ đem lại một cái hệ lụy rất là lớn. Và đặc biệt ở đây là những gì ạ? Những người mà không dám hành động. Đôi khi các bạn đi ra ngoài, các anh chị mà chia sẻ đặc biệt cho một cái người nào đó và họ không dám làm gì cả, họ sợ. Nhưng mà họ không nói được cái nỗi sợ đó của họ là gì, họ không chia sẻ được cho các anh chị luôn. Và cái điều đó khiến cho cái cuộc nói chuyện của chúng ta, cái sự trao đổi, cái sự tư vấn chúng ta nó thất bại. Vậy thì giờ các anh chị hãy hiểu rõ cái nỗi sợ, mình hiểu trước đã, mình hiểu cái nỗi sợ nó như thế nào đã, rồi sau đó mình sẽ chuyển hóa nó, được không ạ? Họ sợ không bán được hàng rồi. Bây giờ nếu thật ra những câu hỏi mà sợ không bán được hàng thì các bên cũng đã trả lời hết chúng ta rồi. Nếu như thật sự một người, người ta chịu lắng nghe, nếu mà tất cả mọi người đều lắng nghe thì nó không có cái nỗi sợ, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì họ thiếu cái tư duy á mọi người, đa phần nỗi sợ mà không có sự kiểm soát, họ sợ bị lừa này, họ sợ bị mất tiền, thiếu tư duy rồi kia đó, đều là từ cái việc mà thiếu tư duy mà ra, được không ạ? Cho nên cái đó là đầu tiên phải xác định được tại sao sợ, tại sao sợ. Nếu gặp con rắn hổ mang, con cá mập thì sợ là đúng rồi. Nhưng gặp một người tiếp xúc với bạn, tốt với bạn, chia sẻ những sự thật với bạn, bạn cũng sợ, thì bạn phải coi lại, được không ạ? Gặp một người hỗ trợ, giúp thích, giúp đỡ người khác, luôn luôn có mặt để hỗ trợ bạn, bạn cũng sợ, thì bạn phải coi lại. Bạn kinh doanh mà bạn sợ mở miệng ra để chào mời người khác thì phải coi lại, được không ạ? À, xin lỗi nha, cái đứng hơi xa cái micro, được không ạ nha? Vậy thì tiếp nè, đầu tiên là tại sao sợ, thứ hai là sợ cái gì. Hãy nghiêm túc, cai nghiện rất rõ, hãy nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân, đối diện với chính mình và gọi tên nỗi sợ của bạn. Bạn phải gọi tên được nó ra, được không cả nhà? Và cái cuối cùng là how, làm thế nào, thì chỉ có một cách duy nhất thôi là đối diện với nó. Trên đời này không có cách nào mà trốn tránh ra để mà bạn né được nỗi sợ hết trơn á. Mọi người còn nghe rõ không hay vẫn còn nhỏ? Alo, các bạn còn nghe rõ không, các anh chị còn nghe rõ không ạ? À? Nghe Nghe rõ rõ đúng anh. không? Vậy là có thể là do mạng nha bạn, nhớ là do mạng của các bạn á. Ok rồi, vậy thì bây giờ cái mà cai cần mọi người làm nhất đó chính là cái quá. Cái quá và cái why là quan trọng nhất, còn cái how là rất đơn giản. Đầu tiên là hãy phải xác định được là nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình á, cái gì làm cho bạn sợ. Cái ví dụ, ví dụ như thế nào cho hay ta? Bây giờ bạn gặp một người đi, bạn gặp một người, bạn yêu ai đó, bạn yêu ai đó đúng không? Bạn để ý một ai đó, nhưng mà bạn không biết là bạn có nên tỏ tình hay không.
Mình ví dụ như vậy là chắc nhiều người chắc là không biết mọi người có hứng thú không ha. Rồi mình ví dụ như vậy thôi nha cả nhà. Bây giờ mình thích một ai đó nhưng mà mình không dám tỏ tình, mình không dám nói, mình cũng không dám thể hiện, thì chắc chắn một điều là gì ạ? Cái nỗi sợ đến từ đâu? Sợ bị người ta từ chối, sợ người ta không thích mình, sợ người ta cũng không đáp lại tình cảm của mình, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đó là cái quá nè. Nhưng mà tại sao bạn thích người ta nhưng mà bạn có bao giờ bạn hiểu được rằng là tại sao người ta phải thích mình không? Mình có đủ tốt không? Mình có ưu điểm gì không? Và mình có thể hiện điều gì để cho người ta biết là mình thích người ta chưa? Nếu mình không thể hiện những cái đó thì người ta có biết là mình thích người ta để người ta bày tỏ lại ngược lại với mình hay không? Biết đâu người ta cũng đang thích mình thì sao? Được không ạ? Vậy thì nếu như bạn im lặng thì chắc chắn một điều là nó không có gì xảy ra hết. Nó đem lại hậu quả. Có khi bạn đánh vụ đánh gọi là bạn đánh mất luôn cả cái người lời tỏ tình, cái mối tình gà bông ngày xưa của mình thời 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 trung học á. Nhưng nếu mình nói thì sao? Nó có thể là người ta cũng không thích mình thật. Đúng không ạ? Có thể là thật. Nhưng biết đâu đó nó vẫn có phần trăm cơ hội cho mình. Hoặc ít nhất rằng là gì? Ít nhất là mình cũng đã nói cho người ta biết được cái tình cảm của mình trong thời điểm đó. Đúng không cả nhà? Được chưa? Vậy cho nên bây giờ quay lại câu hỏi là bán hàng. Sợ nỗi sợ bán hàng. Tại sao bạn lại sợ bán hàng? Bởi vì bạn đang nghĩ rằng là bạn bán cái này bạn lấy tiền người ta. Bạn không thay đổi được tư duy rằng là cái này tôi đang có cái sản phẩm rất là tốt và nó giúp ích được cho người khác, đặc biệt trong câu chuyện này ca sẽ nói về Papa Mew. Tại sao ca nói về Papa Mew? Tại sao ca lựa chọn đồng hành cùng Papa Mew cả nhà? Mọi người biết tại sao không? Bởi vì bản thân ba ca trước khi mà bị ung thư mất thì ba ca có tiền sử về bệnh tiểu đường. Và ca biết mọi người là một chúng ta có thói quen á, mọi người bản thân ca là cái người rất là thích ăn đường, rất là thích ăn ngọt. Vậy thì cái nỗi sợ cái việc mà mình không ăn ngọt nó rất là khó chịu. Thật sự mình nói rất là khó chịu. Và luôn luôn trong cái kiểu mà một ngày mà bạn không có cái gì đó ngọt ngọt trong người là bạn sẽ cảm thấy bạn bạn bị mất năng lượng mà không có vui vẻ như mọi như bình thường đâu. Các bạn tin ca đi. Trừ khi là các bạn luyện tập các bạn không ăn đường được thôi. Còn đối với những người mà đã thích ăn ngọt như ca rồi đó thì đường nó như là một cái chân ái. Buổi sáng ra mà trời đất ơi mình tới chỗ làm đang buồn bực chuyện gì đó, mình không vui chuyện gì đó mà mình uống một ly cà phê sữa như một cái là trời cuộc sống đời nó thăng hoa luôn. Thăng hoa tuyệt vời luôn. Cảm thấy là mình giống như là mình cuộc sống mình một ngày mình mới mình hứng khởi hơn hẳn luôn bình thường. Vậy thì Papa Meal cho chúng ta cái gì, cho những người tiểu đường cái gì? Là thứ nhất là về dinh dưỡng, có được cái dinh dưỡng tốt và nó hỗ trợ trong cái vấn đề về đường huyết của những người bị tiểu đường. Và ca đã thử rồi mọi người ạ. Một tin rất là mừng, hơi ca ca nói mọi người, mặc dù ca không bị, ca chưa bị tiểu đường nha mọi người, nhưng mà ca thử sữa của Papa Meal á thì ca phải rất là khen, rất là ngon. Cay không, bởi vì không phải là bao nhiêu mời cay mà cay 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 khen sữa của Baba Miu nha, nhưng mà nó ngon thật, thật sự là ngon. Cay rất là thích, cay rất là thích sữa của Baba Miu. Và cay là người rất là thích uống sữa mọi người, rất là thích uống sữa. Mỗi sáng ngày nào cay cũng phải uống đi cà phê sữa, hoặc là cay uống sữa bột, cay đều uống sữa tươi, cay cũng uống, rất là thích uống sữa. À, ngon mà, đúng rồi, ngon nha. Rồi quay trở lại thì nếu như cay biết một ai đó họ đang bị tiểu đường, họ đang rất là có một thèm cái vị ngọt và cái thành phần cho Papa Meal nó phù hợp với họ thì chắc chắn một điều cay rất muốn mang cái sản phẩm này đến cho cái người đó. Họ có dùng hay không không quan trọng mọi người. Chúng ta sợ bị từ chối thì chúng ta hãy giải quyết ngay chỗ này. Tại sao tôi sợ bị từ chối? Tôi sợ là bởi vì người ta từ chối, người ta không mua. Vậy thì mình cứ đặt ra là người ta không mua thì thôi, đúng không? Tại sao các bạn cứ nghĩ là tôi mời thì người ta phải mua? Cái này tôi quá đáng nha. Khi nào mà bạn mời người ta mà người ta phải mua luôn, cái này là bạn quá đáng, đúng không? Bạn mời người ta, bạn chia sẻ cho người ta, đừng dùng từ mời, mình chia sẻ thôi. Uống này đi, ba bạn bị tiểu đường đúng không? Bạn uống này đi, ngon, chắc chắn ba bạn sẽ thích mà nó lại không tăng đường huyết. Bạn để cho ba bạn mình thử đi, mình thử rồi, mình có dạng gói này, bạn dùng thử, mình pha cho bạn một gói rồi bạn dùng thử nha. Đó, mình chia sẻ một cách đơn chân thành và tử tế. Không phải vì một hộp sữa để lấy lại là 200.000, 100.000, 200.000. Điều đó không quan trọng. Đó là cách mà Kai đã trong đầu Kai lúc mà Kai tư vấn, khi mà Kai tư vấn những cái thẻ tập gym đó, cho khách hàng của Kai đó. Đầu tiên là Kai không chọn lựa khách hàng cả nha. Nguyên một gia đình mặc đồ rất là bình thường như là những người lao động thôi. Đi vào, Kai cũng mời.
cái đối xử, cái cơ sở y chang như là những cái người mà khách VIP. Còn tất cả những bạn sale khác thì các bạn phải nhìn ra mặc cái gì, người ta mang đôi giày gì, người ta dùng điện thoại gì, thì các bạn ấy mới mới tiếp được không ạ? À? Tại cái đứng xa đó, người ta đứng gần gần mic lại nè, ok chưa? Rồi vậy thì các anh chị cũng hãy như vậy, mình biết được giá trị mình đang có. Và trong câu chuyện ở đây là chúng ta đang nói về những người bị tiểu đường, những người có thể tiền án, có là gọi là tiền tiểu đường, thì cái sản phẩm sữa tốt và có thể chăm sóc sức khỏe cho mọi người là một cái giá trị mà Kha nghĩ rằng rất xứng đáng để lan tỏa. Đó. Rồi. Vậy thì các anh chị nhớ giùm Kha ha. Chúng ta cố gắng chiến thắng nỗi sợ bằng cách là hỏi rằng bản thân tại sao sợ. Sợ người ta không mua hàng thì mình trả lời luôn không mua không sao. Được chưa? Tôi chia sẻ cho bạn, bạn không làm đồng đội của tôi, không sao. Nếu bạn biết ai đó muốn làm thì cứ chia sẻ cho mình, thì hãy chia giới thiệu giùm mình nha, còn không làm cũng không sao hết, vui vẻ, luôn luôn trong tâm thế vui vẻ hoan hỷ, được chưa? Rồi như how, và cuối cùng là how, đối diện với nó. Xong phần nỗi sợ tới đây, các anh chị có nào có thắc mắc câu hỏi gì không, các anh chị giơ tay giùm Kai nha, có không ạ? À? Có câu hỏi gì không? Không có luôn. Trời ơi, cái khung chat của tôi nó nhỏ xíu chứ tôi không thấy được đường nè. Rồi, không có ha. Rồi, vậy thì cha chúng ta đi tiếp là phân loại khách hàng. Thì chúng ta chỉ có 3 loại khách hàng thôi các anh chị. Lạnh, ấm và nóng. Các anh chị nghe nhiều đúng không? Nhưng hôm nay ca sẽ đi sâu vào chi tiết cho các anh chị sẽ làm cái gì khi mà mới lạnh là ấm mà nóng mình sẽ làm cái gì với họ luôn. Lưu ý những câu thơ của ca nha. Ca có thơ cho mọi người luôn. Tôi biết lạnh nóng ấm mà nói nó hoài chắc cũng chán, thì tôi cho thơ vô luôn cho mọi người thấy, mọi người tỉnh ngủ luôn. Rồi câu thơ đầu tiên, lạnh không ngừng gia tăng, không ngừng kết nối, được không anh chị? Các anh chị viết xuống nha, đề thi nha mọi người. Ca sẽ cho một cái câu trong đề thi của khóa 2 là câu thơ nào để diễn tả về khách hàng lạnh đó, cái đó trước đề đó nha. Câu thơ nào diễn tả khách hàng lạnh đó, bạn sẽ phải chọn một câu thơ đúng, hay cả sẽ để qua bốn câu thơ A B C D gì đó đó, thì bạn tự bạn chọn nha, chọn sai thì không tốt nghiệp được đâu đó nha. Đó. Không ngừng gia tăng và không ngừng kết nối, thì đây là những điều các anh chị phải làm giùm Kai nè. Thứ nhất, làm ơn mỗi ngày kết bạn giùm Kai một hoặc hai người bạn. Kai từng thấy mentor Hằng Phạm đã chia sẻ với anh chị là tìm ba người bạn một ngày đúng không? Không, ba người đối với Kai là hơi nhiều quá, các anh chị chỉ cần một người hoặc hai người giùm Kai thôi. Nhưng lưu ý giùm Kai ở cái bước kết bạn này nè, các anh chị hãy chọn những nhân vật, những con người nào xứng đáng để các anh chị học hỏi, được không ạ? À? Viết xuống giùm Kai nha, đề nha, nó đề trước nha. Kết bạn hãy tìm một hoặc hai con người trong một ngày, và hãy cố gắng là tìm những người mà các anh chị muốn học hỏi. Ví dụ các anh chị thích yoga, hãy tìm những người cùng có sở thích yoga của các anh chị, những người tập luyện thường xuyên, chia sẻ những bài đăng tập luyện của họ, kết bạn với họ để chúng ta mở rộng cái vòng tròn kết nối ở phần sở thích, được chưa? Và qua ngày thứ hai à, mình lại tiếp tục mình quay trở lại, mình tương tác bài đăng của cái người mà mình hôm qua mình kết bạn, làm đúng đơn giản những việc này một cái thôi. Và làm ơn nhớ, ca biết nè, các anh chị hãy tập cho mình một cái cách để mình hệ thống hóa. Ví dụ như hôm nay tôi kết bạn người này, ngày mai tôi kết bạn người kia, ngày mốt tôi làm sao tôi nhớ hết, đúng không? Có cách để nhớ. Excel. Kết bạn người nào là một cái khung khách hàng lạnh, một cái khung khách hàng lạnh luôn. Liệt kê xuống, hôm nay ngày mai tôi kết bạn với bao nhiêu người, link Facebook là gì, để ngày hôm sau mình vào mình không phải vào cái new feed mình dò. Được không ạ? À? Mất thời gian. Mình kết bạn với người ta accept là bắt đầu mình cho vào trong cái khung sheet của Excel, bấm vào đường link Facebook vào thẳng trang của người ta luôn, mình đang kết nối mà, đúng không các anh chị? Khi mà các anh chị chia sẻ chân thật, rồi ôi bạn tập yoga, bạn ơi tại sao bạn tập yoga hay quá, bạn tập bao lâu rồi, mình cũng thích tập yoga, bạn tập ở đâu, bạn tập ở quận nào, bạn ở thành phố nào, mình mở rộng cái vòng tròn kết nối của các anh chị ra. Đó là cách chúng ta mở rộng khách hàng lạnh, được không các anh chị? Không biết không rành công nghệ thì làm sao làm được, cái này nó không phải là về công nghệ, nó là về kiến thức cơ bản nha chị Thơm. Nếu chị không biết có thể nhờ, nhờ bằng cách nào các anh chị ơi? Excel là một cái thứ nó đơn giản vô cùng, nó không khó, các anh chị học cho chưa tới nửa tiếng đồng hồ, 15 phút thôi là các anh chị đã làm được rồi.
một cái khung đơn giản, còn không thì nhà cung cấp hỗ trợ luôn, quăng lên luôn cái sheet để mọi người cùng làm luôn, một anh chị nào đó gửi lên xong là các anh chị cùng làm trong cái sheet đó luôn là vẫn được, có mẫu sẵn nha. Tương tác, hỏi thăm người ta, tương tác thì tương tác như thế nào, cái đài, bài này cô Vũ Dụ Thúy dạy rất là kỹ mà hôm nay ca nói lại cho mọi người, tương tác thật, thả tim không có thả like, rồi comment vui vẻ, comment thật không comment cho có, không comment cái kiểu tuyệt vời quá, ồ hay quá, ồ đẹp quá, không không cần, không chơi vậy, không chơi vậy các anh chị. Thấy người ta đăng như cái gì mình phải tương tác đúng với cái nội dung bài đặt cái trang, mình có tâm mà đặt cái tâm mình vào trong mỗi hành động của mình làm luôn nha các anh chị nha. Mỗi ngày mình chỉ tương tác có một lần thôi, cho nên là cố gắng tương tác thật là sâu, hỏi thăm thật là sâu, ví dụ là xin ý kiến lời khuyên nè đó, cái chủ đề như quay lại yoga tiếp nè, rồi bạn tập hay quá, động tác này bạn tập bao lâu vậy, mình đang tính ăn cái này kết hợp với yoga bạn thấy như thế nào, cùng nhau chia sẻ về một sở thích chung được không các anh chị đó. Rồi tuyệt đối lưu ý điều cuối cùng, không mời kinh doanh và không không mời kinh doanh và mua hàng ở khách hàng lạnh, tuyệt đối không, không nhắc gì tới cái việc mình làm ồ mình làm dropy này kia, không, chỉ tập trung vào những việc là đi chơi nói chuyện kết nối người ta, hỏi thăm người ta, giao tiếp người ta hàng ngày thôi, chỉ như vậy thôi, đó là làm để mình đang là một mối quan hệ mới, đừng nói gì tới kinh doanh, đừng nói gì với tiền bạc, đừng nói gì tới những cái gọi là liên quan tới kinh tế, không, lúc này là không nhá. Rồi thấy ấm, ấm thì mình cũng tương tác, ấm lên mà phải tương tác thường xuyên này nè, một tuần phải đâu đâu là mình phải thường xuyên phải 2-3 ngày mình có vào lại cái trang đó, mình tương tác lại với họ, vẫn là hỏi thăm, nếu được hẹn hò đi ăn uống, những người bạn ngày xưa mình đã từng chơi chung, mình đã từng nói chuyện chung lâu ngày không gặp, mình có thể hẹn hò đi ăn uống, đi xem phim chẳng hạn. Và điểm quan trọng nhất là không mời kinh doanh mua hàng, thế nào cũng chưa mời luôn đúng không ạ, lỡ sai rồi data mới thì sao, không data mới, data thì nó khác, data là một trường hợp đặc biệt bởi vì data là người ta đang quan tâm đến nhu cầu thì mình mới tư vấn nha chị. Mời chính chị Tiên, đúng rồi. Bài thơ tôi chưa đọc xin lỗi, cảm ơn Hoàng Bân. Ấm nhiệt tình vừa đủ chưa rủ kinh doanh, nhớ câu thơ này nha cả nhà, ấm là nhiệt tình vừa đủ thôi, đừng có mà hả, ê Quốc Huy trời ơi lâu á mà dạ, sao mà nhìn anh nhìn bảnh quá vậy, hẹn cà phê không, đi cà phê không, đi cà phê không, chắc chắn với mọi người luôn, trong đầu Huy sẽ nghĩ nào là thằng này một mình mua bảo hiểm, hai là mình bán hàng, đa cấp chắc chắn luôn. Một có một cái câu nói rất là nổi tiếng đó chính là khi một đứa bạn thân của mình mà lâu ngày không liên lạc á, mà nó tự nhiên nó chủ động nó liên hệ với mình á, thì một là bán bảo hiểm, hai là bán hàng đa cấp. cho nên là nhiệt tình vừa đủ thôi nha các anh chị, mình nhiệt tình vừa đủ và cũng chưa đủ kinh doanh, không đề cập gì hết. Và khi là bạn cũ, người quen cũ thì hãy chia sẻ cuộc sống, hỏi thăm người ta xem sao, nghe ngóng xem là cuộc sống người ta như thế nào, có ổn không, có tốt không. Nếu cuộc sống người ta đang quá tốt, người ta đang quá happy hạnh phúc, chúc mừng họ và cũng đừng bao giờ mời kinh doanh hay mua hàng cả. Rồi, xong chưa? Nhớ câu thơ cho mọi người, ấm nhiệt tình vừa đủ, chưa đủ kinh doanh nha. Rồi, tiếp tục chạy giáo án rồi mọi người ơi, trễ rồi. Nóng. Nóng thì đơn giản thôi, nóng bỏng tay không nhanh thì mất. Nóng bỏng tay không nhanh thì mất, được chưa? Hỏi thăm, tương tác là những việc các anh chị thấy cái lặp đi lặp lại. Đó là gì ạ? Là các anh chị phải làm hàng làm mỗi ngày và làm một cách đều đặn. Từ khách hàng lạnh, khách hàng ấm cho đến khách hàng nóng luôn, đều phải làm công việc này. Nhưng đặc biệt ở khách hàng nóng, chúng ta không giữ khoảng cách nữa, chúng ta thân thiết hơn, chúng ta dò tìm vấn đề và chúng ta chia sẻ một cách thẳng và thật, được không ạ? À? Chào hàng xin vía nhưng tuyệt đối dùm cay, không chèo kéo, được không ạ? À? Đầm xa nha, nắm bỏng tay không nhanh tay thì mất nha, thiếu chữ tay nha. Rồi chào hàng xin vía nhưng tuyệt đối không chèo kéo dùm cay, nhớ chữ không chèo kéo. Bởi vì đôi khi cái sự nhiệt tình và cái sự mong muốn bán hàng của các anh chị sẽ khiến cho các anh chị mất luôn cả một người bạn. Được không ạ? À? Kai đã trải nghiệm điều này rồi nha cả nhà. Kai đã trải nghiệm bản thân Kai từ một khách hàng nóng mất luôn một mối quan hệ bởi vì bán hàng. Cho nên đây là bài học rất lớn đối với Kai.
được không? Đọc xương máu nha. Không có chèo kéo ở đây, không cố gắng bắt người ta phải nhìn theo góc độ của mình, mà các anh chị phải trong luôn luôn trong tâm thế là bạn ấy, chúng tôi có thể làm được cái gì, giúp đỡ được cái gì cho cái đối tượng mà chúng ta đang trong mối quan hệ nóng của chúng ta, và chúng ta phải giữ họ thật là chặt, được không ạ? Rồi bài thi đấy nha, trong khóa 2, nếu các anh chị qua được khóa 1 phải qua được khóa 1 đã, chúng ta mới bắt đầu khóa 2 rồi nha các anh chị. Cái không có thấy được màn hình hôm giờ có bao nhiêu người vào nữa. Rồi đến chương cuối cùng, Kaizen. Kaizen trong tiếng Nhật đó là một cái lối sống mà là sẽ là, có mang ý nghĩa là không ngừng cải tiến, không ngừng cải tiến. Thì hồi nãy Kai đã chia sẻ cho các anh chị một cái cách mà chúng các anh chị cải cách, cái cách nào các anh chị làm việc, đó chính là có một cái sheet của Excel để các anh chị lưu những cái đường link mà những người bạn mới các anh chị đã kết bạn trong một ngày và theo dõi cái tệp khách hàng đó, được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi xem là cái Kaizen, Kai đã sẽ liệt kê cái gì cho mọi người, và cái Kaizen này chính là những cái mà Kai đã dùng để có được một lượng khách hàng bán hơn nửa tỷ đồng trong một tháng và trở thành best seller của CDG từ con số 0, không qua đào tạo nha. Đây, làm gì để gia tăng giá trị cho khách hàng? Gia tăng giá trị, nhớ nha anh chị, gia tăng giá trị cho khách hàng, được chưa? Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cái. Chúng ta còn 20 phút nữa, đi 7 cái, mỗi cái được 2 phút. Được không? Luôn có mặt. Rồi, hãy luôn có mặt khi khách hàng nhắn tin cho bạn. Sự nhanh nhẹn luôn để lại ấn tượng tốt và được đánh giá cao, cũng là thước đo sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của bạn. Các bạn thấy thì khi nào mà các anh chị nhắn lên trên group Papamiu một cái là có dược sĩ, có những anh chị dược sĩ nhắn tin trả lời cho các anh chị. Đúng không ạ? Đó là sự chuyên nghiệp đó các anh chị. Để chăm sóc khách hàng, bởi vì chính các anh chị cũng đang là khách hàng của Papamiu. Được không ạ? Vậy thì chúng ta phải luôn luôn có mặt khi khách hàng cần. Thật sự là như vậy đó. Hầu như mà tại sao nhiều người nói Kai là ủa sao trả lời tin nhắn nhanh vậy? Bởi vì Kai rất là hiểu rằng là một khi mình cần cái gì đó, tại vì mình đã có nhu cầu mà, thì mình sẽ muốn khách hàng luôn luôn muốn được có ngay. Tâm lý khách hàng là như vậy. Cho nên là hãy luôn luôn hiện diện đúng lúc và nhanh nhất có thể. Một cái nha, đừng để khách hàng chờ nha. Rồi, hãy là một người bạn đáng tin cậy. Cái chữ tin cậy chứ không phải là một người bạn không nha cả nhà. Đáng tin cậy là sao? Đáng tin cậy là đầu tiên nè, nếu bạn là một người kinh doanh, đôi khi bạn chỉ bán được một lần thôi, nhưng nếu bạn là một người bạn, có thể cái người đó sẽ mua của bạn rất là nhiều lần. Và đừng trở thành một người bạn hời hợt, hãy là một người bạn chất lượng. Hời hợt là comment, quá đỉnh, tuyệt vời, vỗ tay, bạn đẹp quá, xinh quá, đó đó là hời hợt của mọi người. Hôm nay xinh, ồ bạn cai đổi tiểu tóc xinh quá chẳng hạn, ồ bạn đầm hôm nay có cái áo xinh vậy, ồ đi du lịch ở đâu mà vui vậy bạn. Đó, hỏi người ta một cách chân thật, hỏi thật sự, quan tâm một cách thật sự. Cho nên cái điều ở cuối bài 2 mà cai dặn mọi người ở trong cái khóa học tiếp theo của ta đó là gì ạ? Các anh chị có thành công được hay không, có tiếp tục có phát huy được cái năng lực của khóa học này hay không, nó còn dựa vào cái sự trung thực của các anh chị trong cách các anh chị hành động, được không ạ? Các anh chị không trung thực, các anh chị không làm được gì cả. Ở đây trung thực ở đây không phải là làm cho người khác coi, mà mình phải hiểu được cái giá trị cốt lõi cái việc mình làm, và mình làm nó vì cái điều gì, làm cho ai, được không? Và đây là cái con đường mà Kai luôn luôn thực hiện đối với khách hàng của Kai. Khi khách hàng cần, Kai luôn luôn có mặt. Kai không phải chỉ biết kiến thức trong lĩnh vực mà Kai biết Kai bán. Ví dụ ngày xưa Kai bán City Gym, Kai không phải là Kai chỉ biết về gym. Kai biết ăn ngon chỗ nào, Kai biết chỗ nào bán mũ bảo hiểm đẹp, Kai biết chỗ nào cắt tóc đẹp, Kai biết dịch vụ thẩm mỹ nào ok để Kai tư vấn cho những người khách hàng của Kai. Các anh chị hình dung không ạ? Vậy thì đầu tiên để mà trở thành một người đáng tin cậy thì các anh chị phải là người đáng tin trước. Lời các anh chị nói ra phải thật, phải không có một cái dụng lợi nào cho bản thân mình. Mặc dù các anh chị đang bán hàng đó, các anh chị đang bưng trên tay mình một cái hộp sữa Papamil đó, đó. Một người cầm hộp Papamil là để bán 500 nghìn để thu về 200. Hôm nay mình phải bán mục tiêu, mình phải bán được 10 hộp để mình lấy về 1 triệu. Một người khác hôm nay mình sẽ chia sẻ cho càng nhiều người càng tốt để mà nhiều người có thể tiếp cận với nguồn sữa dinh dưỡng và hỗ trợ họ về mặt tiểu đường chẳng hạn. Hai người khác nhau, cùng một hành động, cùng một sản phẩm bán ra, nhưng cái tư duy suy nghĩ khác nhau thì cái lời nói và hành động sẽ khác nhau.
Và các bạn tin Kylie, đó chính là khách hàng luôn luôn cảm nhận được người bán hàng tử tế và thực sự là như thế nào. Cho nên là chúng ta đừng cố gắng bán hàng, mà hãy cố gắng trở thành một người bạn, một người đáng tin cậy trước. Và đó là tất cả những gì Kai làm. Được không cả nhà? Kai không đi bán hàng. Thật sự là Kai cũng chưa bao giờ Kai mở lời Kai mời người khác bán hàng. Kai chỉ đăng những sản phẩm mà Kai cảm thấy thích, Kai cảm thấy ngon, đặc biệt là ngon nha. Kai cảm thấy ngon và Kai chia sẻ một cách thật sự. Đó. Chỉ như đơn giản như vậy thôi, rất đơn giản, không khó. Thậm chí ngày xưa Kai nói với mọi người á, lúc mà Kai bán được á, cái gia đình kia là một cái đoàn người đi xuống, mẹ thì ăn mặc áo thun rất là bình thường thôi, nhà không có một cái vẻ gì gọi là nhà có tiền cả, thì nguyên cái hai bên đường là các bạn mà khác, là các bạn không có tiếp, các bạn nhìn các bạn đi luôn, cái ca mới ra ca mời cô ơi, cô có dùng cái cô có gia đình mình đi mệt rồi, mình có muốn vào công tư vấn sức khỏe cho cô không, thì gia đình mới vào 5 người. Và mọi người biết là cuối cùng là cái gia đình đó là cái bạn con trai của cổ, con trai của cổ là mặc đồ đồ rất là bình thường, cuối cùng mua một cái gói khá lớn 20 triệu của Kai, sau đó mua tiếp một gói BT trị giá 80 mấy triệu trong ngày hôm đó. Một tuần sau mẹ của bạn đó lên đăng ký một gói yoga trị giá 20 triệu, đăng ký cho con gái thêm một gói 2 năm nữa là 40 triệu. Một tháng sau nữa người yêu của cái chị đó lên gặp Kai đăng ký, và đăng ký cho Kai là một gói 20 triệu. Bài học của những người con người đánh giá khách hàng qua vẻ bề ngoài. Được chưa? Được không ạ? Khi mà thực ra là lúc đầu họ chỉ vào họ nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà cái tư vấn và họ cảm thấy, họ cảm nhận được, có nghĩa là họ cảm nhận được, tức là các bạn hiểu một cái việc mà người ta lúc người ta chỉ mua một cho một người, nhưng sau người ta mua cho cả một gia đình người ta. Còn một câu chuyện rất là vui nữa này. Tức là cái bị chửi, cái này là câu chuyện được bị chửi nha, mà bị chửi mà xong có khách hàng. Tức là cái chị này chỉ lên chỉ nhờ một cái bạn tư vấn cho chị, nhưng bạn ấy quên gọi, và chị ấy cùng với chồng đi ngược lên chỗ đó và chửi, tại sao mà tôi đăng ký ở đây mà không ai gọi điện cho tôi, nói gọi mà không gọi. Cái Kaida không ăn, mọi người đứng trong 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 cái booth đó, mọi người sững sững người luôn, mọi người không có kiểu như không có phản ứng, tại vì sợ mà khách hàng đang chửi là ai cũng né hết trơn á. Thì Kai mới ra, Kai nói là Kai mới hỏi là ồ chị ơi, mình có vấn đề gì mà tại sao mình nóng giận vậy chị? Thì chị ấy mới nói rằng là chị đăng ký mà hả, nói gọi cho chị cuối cùng là không ai gọi, mà chị đang có nhu cầu đi tập. Xong cái nói là thôi chị bớt giận, em xin lỗi chị nha, thì để em dẫn chị đi tham quan một vòng phòng tập đang xây phía trên và em sẽ tư vấn gói cho chị. Thì cái chị này chỉ mới đi, phải AK mới đi, cái vừa vừa cái giảng giảng cái bạn quên hả chị, thế thì mình giả lả, mình kiểu như là mình hỏi thăm chị, nhà chị ở đâu thì biết là nhà chị đối diện đường, tức là khách hàng này rất là tiềm năng, họ đang có nhu cầu tập. Thì khi mà cái dẫn xong thì chị ấy xuống, chị ấy nói rằng là em đăng ký cho chị một gói đi, và em đăng ký nha, chị không có bán qua mua bạn nào hết, được không ạ? Thì khi mà chị ấy mua xong, cái điều bất ngờ, cái chuyện cái chị ấy mua là chuyện rất bình thường, cái chắc chắn chị ấy sẽ mua rồi, nhưng cái điều tuyệt vời là gì mọi người biết không? Một tuần sau chị ấy dẫn mẹ chồng, chị ấy là con dâu thôi nha, chị ấy dẫn mẹ chồng, chị ấy dẫn chị chồng của chị ấy và dẫn bạn của chị chồng chị ấy lên gặp Kai để tư vấn về sức khỏe tiếp. Tuyệt vời không ạ? Rồi Kai cảm động, rất là cảm động luôn. Nhưng mà mọi người biết là cuối cùng cái chị ấy không có chơi với Kai, nhưng mà Kai lại là cái người mà chơi chung với chị chồng và với mẹ chồng của chị ấy. Còn hai vợ chồng đó Kai không có chơi chung, mà cái người chị chồng và cái người bạn của chị chồng á, là hai người phụ nữ lớn tuổi á, thì chơi rất là thân với Kai cho tới tận ngày hôm nay. Tới tận ngày hôm nay mọi người tin không? Và hai chị ấy cũng là hai cái người mà góp phần vào doanh số của Kai vào cái ngày mà Kai mở câu lạc bộ ra, khi mà công ty khai trương câu lạc bộ á, thì là hai chị ấy lên đăng ký cho Kai hai gói 20 triệu là 40 triệu. Đó, đó là câu chuyện mà Kai, đây là câu chuyện có thật từ chính câu chuyện của Kai luôn, mà có những cái điều mà nó rất là hạnh phúc mà bạn sẽ có được khi bạn là một người bạn đáng tin cậy ha. Được không cả nhà? Rồi, tiếp. Đây, thần chú để tôi giúp bạn. Hãy để tôi giúp bạn. Các bạn hãy ghi trong đầu cái câu nói này giùm Kai luôn. Câu thần chú này thể hiện rằng bạn luôn luôn là người sẵn lòng cho đi và nhiệt tình giúp đỡ. Cho đi là sự khởi đầu của sự thịnh vượng. Nếu bạn không dám cho đi, không muốn giúp đỡ người khác, kinh doanh chân chính sẽ không dành cho bạn. Cái nói rất rõ nha. Kinh doanh chân chính sẽ không dành cho bạn. Bạn có thể làm giàu bằng con đường khác, con đường phi pháp, con đường cờ bạc, con đường đủ thứ con đường để các bạn làm giàu. Trên đây có nhiều con đường làm giàu lắm cả nhà. Nhưng con đường làm giàu chân chính thì sẽ không.
Bởi vì bạn không hiểu được cái giá trị cốt lõi của kinh doanh. Nó là giúp đỡ, giải quyết vấn đề của người khác. Vậy nên là Kai nói với mọi người một bài học rất là lớn của Kai. Đó chính là ngày xưa khi mà Kai, lúc mà Kai làm bất động sản hoặc Kai phá sản, Kai Kai làm thất bại á, ngồi trong một công ty và Kai phải gọi liên tục hàng một ngày, Kai mục tiêu của anh một ngày là phải ít nhất là 100 số điện thoại. Và mọi người có biết một câu chuyện về một tình bạn đẹp nữa, nó xuất phát từ cái cuộc gọi này. Tức là mọi người biết là alo anh chị ơi, em xin lỗi đó, phiền các anh chị có thời gian để em tư vấn cho các anh chị về một chút xíu. Không em, tôi làm phiền lắm, chờ đó, gọi hoài cúp máy. Một ngày 100 cuộc gọi và Kai phải nghe những cái điều mà chửi mình như vậy là đâu đó cũng phải bảy mấy, tám mấy lần, chín mấy lần, được không? Các anh chị có hay nói như vậy với những cái người mà gọi điện cho các anh chị để làm mà mời chào làm bất động sản hay là mua bảo hiểm không? Ai có bấm số 1, ai đã từng chịu bấm số 1? Để tôi coi coi cái lớp học này chúng ta sẽ thân thiện, chúng ta thiên thần được bao nhiêu phần trăm. Trung thật nhé, bao nhiêu người đã nạt vào những người gọi điện thoại như vậy? Bao nhiêu người nghe nhưng không chửi, không cần chửi, mình nạt thôi cũng được rồi. Mình khó chịu. À, chị không có nhu cầu em ơi, cảm ơn em nha, cúp máy. Anh không có nhu cầu em ơi, câu đơn giản nhất là một người đàng hoàng, một người bình tĩnh nhất là anh không có nhu cầu em ơi, anh không có nhu cầu em ơi, phiền quá máy, được không ạ? Và cái nói mọi người nè, thời điểm đó Ca có một người bạn là một vị sư nha, mọi người có tin được không? Nghe kể này kể nhiều chuyện hấp dẫn quá. Một người bạn là một vị sư vào năm 2010, lúc đó là 2018, đầu năm 2018. Khi mà cái vô tình cái kết bạn với người này là bởi vì khi cái gọi thì anh ấy nói là, anh ấy trả lời rất là tử tế. Vậy hai em, đất ở đâu em? Ok, nhưng mà nói thật nha, anh không có nhu cầu bởi vì anh là người tu, cho nên là anh cảm ơn cai nha. Sau đó là anh cúp máy. Thì một cái trực giác trong mình khiến mình kết bạn, mình bấm nút mình kết bạn với người đó, bởi vì người này quá tử tế, quá tử tế với mình, là một người đã làm phiền người ta. Và sau này mọi người biết là mối quan hệ đó, anh ấy là sư và anh ấy đã mời cai, gọi là mời cai lên chùa để chơi, cũng như là mua đặc sản ở cái nơi bản thân tu tại gia mười mấy năm rồi, và cái mối quan hệ đó nó cũng kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, mặc dù anh ấy chưa có mua một của cai bất kỳ đất nào hết, được không ạ? Vậy cho nên cái nói với mọi người á, cuộc sống nó đơn giản lắm, chúng ta có thể mở rộng cái vòng tròn kết nối, mở rộng mối quan hệ của mình ra rất nhiều cách, nhưng hãy nhớ rằng á, là đôi khi các bạn, bởi vì các bạn chưa trải qua cái công việc đó, các bạn không hiểu rằng là đôi khi cái công việc của cái người gọi bởi là bởi vì họ bắt buộc phải làm, được không ạ? Cho nên là khi mà các bạn đồng hành, các bạn muốn công việc kinh doanh của mình thuận lợi và phát triển, hãy học cách lắng nghe nhiều hơn. Đừng cố gắng mình trả lời một cách làm sao cho mình kết thúc cuộc gọi mà khiến cho người khác, đối phương cảm thấy họ không có bị phiền lòng, họ không có bị buồn, mà tiếp thêm năng lượng cho bạn. Đôi khi mà Kai gặp một cái người gọi điện cho Kai hiện nay nha, Kai sẽ nói là ồ cảm ơn em nha, anh không có nhu cầu, thôi em cố gắng lên nha, thì họ dạ, em cảm ơn anh, rất là vui, mình tiếp thêm năng lượng lại cho người ta. Và đó cũng là một cách mà chúng ta thể hiện cái sự cho đi và thực hành sự cho đi nha cả nhà. Ok, tiếp tục. Gửi những món quà nhỏ, một món quà sẽ luôn khiến người khác nhớ đến bạn, đó là điều chắc chắn, là quà nhé, quà mới được nha, phải là quà. Ca chưa bao giờ quên một bất kỳ một ai mà tặng quà cho ca hết, thật sự mọi người. Đôi khi món quà, một món quà đó nó chẳng có là gì cả, nó chỉ là một cái bức hình thôi của một đứa em thôi, gửi tặng ca vào ngày 24 tháng 12 nhân dịp Noel, làm bằng tay, gửi tới nơi thì cái khung hình nó nát bét hết trơn rồi, nhưng mà ca vẫn dán lại và ca vẫn để nó trên tủ của Kai tới hiện bây giờ. Thì cái nói với mọi người đơn giản thôi, ngày xưa khách hàng của Kai á, mua cho Kai một hợp đồng, Kai sẽ hỏi khách hàng của Kai là anh chị làm công việc gì, mình hỏi thêm về khách hàng. Và khi có một người khách hàng của Kai họ bán kinh doanh nón bảo hiểm đó nha, cái chị đó chỉ mua kinh doanh nón bảo hiểm và chị ấy bỏ mối trên cả nước luôn, bỏ mối cả nước Việt Nam mình luôn, cái mũ mà dành cho những cái xe mà hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng đó, Davidson đó. Những cái mũ bảo hiểm của chị ấy là vài triệu. Thì lúc đó Kai cũng đang cần mua bảo hiểm, thì Kai qua tiệm chị ấy và Kai mua. Và Kai mua cái bảo hiểm này thì em trai của Kai lúc đó, em trai của Kai là mới nói với Kai một điều, bán một cái hợp đồng bảo hiểm là được có 2 triệu, đi mua cái mũ bảo hiểm hết 2 triệu rưỡi, thu bó tay anh hai luôn, hơn giờ là coi như là lỗ luôn á hả. Nhưng mọi người có biết câu chuyện tuyệt vời đằng sau là gì không? Đó chính là khi mà Kai qua mua mua chị ấy á, thì ngay ngày hôm tối hôm đó chị ấy dắt em gái của chị ấy lên mua thêm cho Kai một cái hợp đồng trị giá 20 triệu rưỡi, được không ạ? Ở đây Kai không phải nói mọi người là chúng ta phải dụ dỗ hay là chúng ta phải phải bắt buộc phải mua hàng của khách hàng, không phải.
Mà ở đây Cao muốn nói về những món quà và nói về cái sự mà chúng ta quan sát, chúng ta cho đi nhận lại và cho đi. Đó là cái bài học mà Kai cảm thấy tới bây giờ nó vẫn rất hiệu quả. Và đa phần tất cả những bạn sale bây giờ thiếu kỹ năng là bởi vì các bạn chỉ tặng những món quà mà nó đối với Kai nó khá là hời hợt. Có cũng có tặng quà, đặc biệt là những bạn bán bảo hiểm cũng có tặng quà nhưng khá là hời hợt. Cho nên là Kai nói mọi người á, hãy nhớ điều này. Còn thực hành như thế nào thì đó là do lựa chọn của các bạn. Ok nha Trang Lê nha. Rồi, nhắc khách hàng sử dụng hàng ngày. Đây là cái điều mà Kai luôn luôn làm với những khách hàng mà mua liệu trình này cả nhà. Đừng để khách hàng bơ vơ sau khi mua hàng. Hãy lên lịch theo liệu trình cụ thể. Và nếu được nha, ví dụ như khách hàng của Kai mà uống collagen á, mọi người biết là tới 21 giờ Kai sẽ chị hả? Tới giờ uống collagen rồi, uống đi chị. Các bạn có làm được điều đó không? Nhắc nhở khách hàng sử dụng sản phẩm thành một cái người chuyên gia kề cận sát bên người ta luôn. Các anh chị có làm được điều này không? Đây là cách mà chúng ta gia tăng cái giá trị của chúng ta cho khách hàng của mình đó. Biến mình thành cái đồng hồ báo thức luôn. Và khách hàng của Kai rất hài lòng. Rất hài lòng. Chỉ nói là Kai, Kai là số 1 thôi. Nói thật sự mọi người là như vậy đó. Ok, Thanh Nhị chưa chưa làm được. Chưa làm được thì học làm. Chưa làm được thì học làm. Ừ. Kai làm được mà. Kai vẫn làm, Kai đang làm luôn á. Rồi, lắng nghe khách hàng như một người bạn thật sự. Ai cũng muốn được lắng nghe. Và khi khách hàng tỉ tê với bạn mọi chuyện trên trời dưới biển thì bạn đã trở thành một người bán hàng thành công. Rất rõ ha. Lắng nghe. Lắng nghe một cách thật sự. Trong xã hội này rất ít người biết lắng nghe người khác. Lo nói chuyện của mình không, đúng không? Các bạn đã, các anh chị có biết, các anh chị nghe câu này rất là nhiều lần. Nhưng thực tế là cái điều này nó cần phải thực hành liên tục. Giống như các anh chị đang ngồi trong buổi Zoom ngày hôm nay và các anh chị đang nghe những điều Kai nói là các anh chị đang lắng nghe Kai nói đó. Các anh chị đang nhận á, đang kiên nhẫn với Kai đó. Đó, đúng không? Đôi khi Kai nói dở quá nhưng mà hả, cũng phải ráng ngồi nghe để coi đủ 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 tương tác với Kai. Không thôi ra ao hết là bắt đầu nó xuống tinh thần. Ví dụ như vậy thì cũng là một cách cho đi nha các anh chị nha. Rồi. Thì câu chuyện này lắng nghe về khách hàng á thì nó sẽ là một cái sự tinh tế cao hơn. Thì ca liệt kê đây ra nhưng nếu các anh chị muốn thực hành các anh chị trao đổi thêm ở trong nhóm và chiêm nghiệm xem là cái mối gắn kết của mình với khách hàng có đủ chưa, có đủ chưa, được không ạ? À? Nếu mà bạn ngại, bạn chưa làm được thì bạn phải coi lại xem rằng là bạn có phải là một người bạn thật sự chưa, bạn có coi khách hàng là cái người quan trọng với bạn không, phải là người bạn của bạn không, bạn có đang mong muốn đem những gì tốt nhất bạn có thể làm được cho khách hàng không, hay bạn chỉ đang làm những thứ tốt nhất để đem tiền khách hàng về cho bạn. Rất nhiều người đi kinh doanh có cái tư tưởng rằng là lấy tiền về càng nhiều càng tốt, moi hết tiền từ của khách hàng càng nhiều càng tốt. Đó đó, không bền đâu nha. Rồi, chủ động bắt chuyện, tương tác thường xuyên. Đây là cuốn sách rất là hay, là sống ở theo chủ động. Thì cái nói đây, các anh chị chủ động thì cả là người lãnh đạo hay một người kinh doanh thành công, một người thành công từ Robby thì tất cả mọi người luôn sống ở thể chủ động. Đây, người kinh doanh chưa luôn chủ động trong mọi tình huống, đặc biệt là với khách hàng. Và đừng quên đây là xã hội 4.0 rồi. Ai cũng thích tương tác. Bạn phải là cái người đi qua cái tường nhà bạn, bạn tương tác. Bạn phải là người bấm nút kết bạn với những đồng đội mới của bạn, với những đồng đội mới của thành viên của bạn. Bạn là người leader, bạn phải chủ động làm được chuyện đó. Bạn phải là người chủ động gửi link cho tất cả mọi người. Bạn phải là người chủ động kết nối người mới với người cũ để tạo thành một team thành mạnh. Bạn phải chủ động. Còn nếu bạn không chủ động thì không được. Bạn sẽ thất bại. Bạn ngồi đó và bạn đợi người khác làm cho mình. Không phải là tinh thần của thủ lĩnh. Không phải tinh thần của một người leader. Chắc chắn sẽ thất bại. Đơn giản vậy thôi. Hết. Rồi, chúng ta chạy giáo án. Đáng lẽ chúng ta sẽ có thêm 10 phút để các anh chị đặt câu hỏi. Thì mình sẽ kết thúc slide đây. Tất cả các anh chị chúng ta sẽ có câu hỏi gì nữa không ạ? Đã thấy nhiều người ngáp quá rồi, 9 giờ đi ngủ buồn ngủ đúng không? Ca có câu hỏi gì không ạ? Ồ, 1 trên 55 anh chị luôn hả? Mà nãy giờ ca không thấy số lượng. Các anh chị, cái gì có câu hỏi gì không ạ? Ok. Mọi người không chat gì hết, mọi người buồn ngủ chưa? Anh Bửu Hy thấy ngồi nghe chăm chú quá nè.
cười giờ gọi tên ai là người đó cười rồi. Ok, hồi nãy những con người mà tôi liệt kê tên tôi chưa có quên đâu. Hồi nãy ai ai liệt kê tên giơ tay giùm ca nhất, có chị Xuân Quyền là một nè, rồi ai nữa ta. Xuân Quyền giơ tay lên, nhanh lên, thấy Xuân Quyền rồi, còn hai bạn nữa. Ca cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Gọi tên ca ơi, trời ơi, gọi tên bây giờ ca nhớ tên được có chị Xuân Quyền, còn hai người nữa tên Hoa hay tên gì á mọi người, có ai kéo lên nhớ tên không ca? Mọi người, Kim Hoa rồi, Kim Hoa đâu, Kim Hoa còn ở đây không hay đi mất tiêu rồi? Để tôi coi coi, thôi tôi spotlight Xuân Quyền lên trước nha. Đây Xuân Quyền đâu, xin chào chị Xuân Quyền, mời chị mở mic ạ. Đây mới mở mic chị ơi. Rồi, Xin chào chị Quyền Xuân chào chị Quyền. Bích. Rồi, Quyền chào Kai, Quyền chào tất cả anh chị em có mặt trong Zoom hôm nay. Ok chị. Rồi, giờ ca hỏi chị Rồi, là mình chị là Xuân Quyền ở tỉnh Bình Dương. Rồi, Quyền chào 150 bạn nha. Ok Xuân Quyền. Chị Xuân Quyền chia sẻ Rồi. một tí xíu về cái tự kỷ ám thị mà chị đã đạt nhận được kết quả là gì vậy? Chia sẻ với mọi người được không? Rồi, thì á, trước đây á, khi Quyền còn làm một người công nhân may á, thì đối với nhiều người á, thì mua laptop hay điện thoại mười mấy triệu đó là có nhiều người rất là bình thường, nhưng đối với Quyền á, là đó là một cái điều mà mơ ước. Thì lúc Quyền chưa có cái laptop á, thì Quyền chỉ ước mơ là mình có được cái laptop tầm 10-15 triệu trở lại thôi, chứ không có ước nó nhiều hơn nữa, mà mình mua cũng không có nổi mọi người. Và khi mà cái điều ước này đúng không, cứ mình cứ suy nghĩ, mình suy nghĩ, mình ám vào cái đầu của mình á. Đến một thời gian á, thì tại vì mình làm ra tiền mà, thì mình phải lo nhiều thứ chứ không riêng gì cái bản thân của mình nữa, nên đó mình mua không có nổi đó. Nhưng mà mình cũng ráng, mình ám nó vào đầu mình biết. Một thời gian thì Quyền cũng mua được cái món này, món laptop của mình. Còn về cái điện thoại thì trước đây Quyền xài cái điện thoại tầm 5 triệu mấy thôi, thì Quyền cũng ước mơ là mình sẽ mua được cái điện thoại tầm mười mấy triệu á, thì cũng đâu có mua nổi mọi người. Nhưng mà mình cũng như vậy, mình cũng tự kỷ ám thị, tức là đầu của mình cứ suy nghĩ, tôi không biết tôi làm cách gì tôi phải mua được cái điện thoại mà tầm giá nó cũng mười mấy triệu, nó cũng tầm trung trung để mình xài. Đó thì một thời gian, thì bây giờ thì laptop cũng có mà điện thoại cũng có, thì nó ở tầm đúng với là cái mà mình mơ ước. Tại vì cái đó là giống như trước đây mình mua không có nổi, nhưng mà bây giờ mình cũng đã mua nổi. Thì có nhiều người với cái giá này thì thấy cảm rất bình thường, nhưng mà Quyền biết ở ngoài xã hội này có một số cũng rất nhiều người á, là đối với họ là cũng là một niềm mơ ước. Đó là cái câu chuyện của Quyền á, là mình suy nghĩ là mình nghĩ á, mình nghĩ trong đầu mình là tôi phải có cái món này, mà mình suy nghĩ đúng cái số tiền của nó, nó phải tầm khoảng 15 triệu, là mình nghĩ vậy. Thì cuối cùng thì mình cũng mua được cái món đồ của mình bằng cái cách là mình tự kỷ ám thị, mình suy nghĩ nó mỗi ngày luôn rồi. Không biết là cách gì, nhưng mà cuối cùng á là Cuối cùng là cách nào? Cuối cùng là cách nào chọn luôn cuối cùng cho? cách nào hả? Không 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 biết, mà tự nhiên cái dòng tiền nó đến, Rất nhiều cái dòng tiền dòng nó tiền đến để sự xuất mình tiền mua được cái món đồ nó như vậy. Mà trước đây là mình không thể nào mà mình nghĩ là mình mua nổi nó. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn chị Xuân Quyền với câu chuyện Rồi, chào mọi tâm người linh ma nha. hướng của tự kém thị ha. Còn hồi nãy hai cái người nãy tôi nhắc tên mất tiêu, giờ mọi người có ai nhớ tên không ta? Hoa Sari nha, sự cố không bot lên được, mời bạn khác giúp. Nha vậy hả, trốn rồi, Kim Hoa trốn rồi mọi người ơi. Bây giờ mình bắt đại một người nào nha. Bây giờ mình sẽ hỏi về khóa học để coi. Giờ ca hỏi mọi người nè, mọi người nếu có một điều duy nhất mà mọi người sẽ cảm thấy là trong khóa học này mọi người học được cái điều gì á, thì các bạn chỉ nói được một điều giùm ca nha. Ca sẽ mời khoảng năm anh chị nha, bất kỳ nha. Thanh Quảng Ngãi mời bạn. Hello, annyeonghaseyo. Cười hả? Xin chào Thanh nha. Hello, xin chào tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì qua khóa học lần này thì thứ nhất là mình hiểu là mình là ai, và đến từ đâu, và thứ hai nữa là mình biết những cái bánh xe cái cuộc đời của mình đó. Là ví dụ như là Bánh xe cuộc đời. tiền,
Đúng rồi, đúng rồi. À, thứ ba nữa là mình hiểu về cái cách tư vấn chăm sóc khách hàng. À, với ba loại khách hàng đó là thứ nhất là lạnh, nóng và ấm. Nhớ thơ chưa? Những câu thơ của sẽ xuất hiện trong những bài thi nha cả nhà. Lưu ý mạnh nha. Đó, quên thì lâu quên đi nha. Có thơ đàng hoàng đó nha. Và cái khách hàng lạnh thì không ngừng gia tăng và cũng không ngừng kết nối. Ok, khách hàng nóng thì Và sao? khách hàng nóng thì nhiệt tình vừa đủ thì không đủ kinh doanh. Sai. Mất một điểm. Học lộn rồi, tôi hỏi nhảy lên rồi ông ơi. Rồi, được rồi. Ok. Nhớ bài rất là tốt. Hỏi bài khóa 2 và nhớ luôn cái bài khóa 1 10 điểm. Cảm ơn Thanh nhiều nha. Rồi, ca sẽ gọi thêm ca gọi Xin anh chào Minh Cường đi, anh Minh Cường Bình Dương nè, xin mời đại diện Bình Dương. Mời anh à. Một điều anh cảm nhận được về khóa học hôm nay mà anh thấy giá trị với bản thân mình ạ. À? Lên rồi anh Cường nói được rồi đó anh. Nói được rồi đó anh. Alo. Alo anh Cường ơi, nói đi anh. Tôi cười không vậy? À có con nhỏ hả? Ok, rồi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi nha. Để cho anh Cường xuống. Có con nhỏ đang ngủ. Rồi, Kai sẽ mời tiếp Trần Thị Tứ, mời chị Tứ nha. Tứ đâu mất tiêu rồi, mới thấy chị Tứ đây, Trần Thị Tứ đây nè. Rồi ok, một điều chị nhận được từ khóa học ạ. À, xin mời chị nhớ được điều gì trong đầu trong trong đầu mình lúc này ạ. À, bật mic lên đã, bật mic lên đã. Alo, mọi người Rồi nghe được chưa? nghe Alo, được rồi chị, nói đây rồi chị. xin chào thầy Cai. Lần đầu tiên mình tham gia kinh doanh sau mười mấy năm vẫn là một công Ôi chức. trời, Nâng hay quá. cái nó nâng cái giá trị bản thân mình lên rất là nhiều. Thì bài hôm nay mình thích nhất là tự kỷ ám thị. Nó gần giống như là cái cuốn sách mà luật hấp dẫn mình đã từng đọc rất là lâu rồi. Có nghĩa là mình mong muốn điều gì, mình hãy cứ nghĩ về những cái đó và mình đạt được những cái mong muốn đó. Và cái mong muốn đó, mình muốn cái gì thì mình sẽ liệt kê chi tiết. Mình muốn tiền, vậy làm gì để có tiền? Mình sẵn sàng làm cái gì? Đó là cái những cái giá trị mình nhận được trong bài ngày hôm nay. Và chắc chắn là mình sẽ áp dụng những bài học này trong cái công cuộc kinh doanh với Ok, Dropy. cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn Rồi. thầy Cai rất là nhiều. Thôi trời. Dạ em cảm ơn chị. Dạ, em chào chị nha. Rất là Rồi, cảm ơn chị. chào Dạ, may mắn là một người lại biết về hấp dẫn. Rồi. Tiếp tục nè mọi người ơi, chúng ta còn một người nữa thôi nha mọi người, một người nữa. Kai xin mời nhân vật đâu rồi, Bùi Quốc Huy đi. Anh hai ca nãy cả hai ca ngồi xong biết cái hình của ca thấy anh Huy hoài luôn à. Anh Huy, xin chào anh Huy. Chào anh. Hãy chia sẻ với mọi hello, người về một điều mà anh hello, nhận xin được chào trong nhiều ngày bạn. hôm nay đi ạ. Xin chào mọi người nha, Huy anh đi. Sao nhỉ? Giờ hiện tại thì từ hồi nào thì chưa gọi là về, nhưng mình chưa có thói quen đọc sách hay là kinh doanh online làm gì đó. Nhưng mà từ ngày hôm thì mình giờ đang đi tìm một cái chìa khóa để mở nó ra, nhưng mà hiện tại thì nó vẫn chưa thành công. Hiện tại mới vô Robby được 5 tháng sau, gần cuối tháng tư. Nhưng mà bây giờ thì mình gọi là mình chưa có Chưa có thành công, chưa có được cái kết chưa quả thành mong muốn công đúng không? chưa thành công đang phải đi tìm, đang học nhiều thứ quá. Dạ, còn bây giờ hôm nay em nói là hôm nay anh học được gì? Điều mà anh nhớ nhất cho bây giờ trong đầu anh là gì? Hôm nay anh nhớ là những cái niềm tin, nó coi như là mình phải tin, mình làm gì mình phải tin nó Ừ. thì mình Rồi mới làm thế làm được. nào để anh có niềm tin? Làm thế nào để anh có được niềm tin? À, Làm thế nào để anh có được niềm tin? thế nào? Ừ. Không cần giống bài, nghĩ sao trả lời sao cũng được hết. Không nhớ.
Ok Đúng rồi, rồi. đôi khi hỏi mình Ok anh, rồi được rồi, mình dừng ở đây, không sao hết. Rồi thôi mọi người, bây giờ đã trễ rồi thì Kai sẽ kết thúc buổi chương trình của chúng ta ngày hôm nay ở đây, và Kai mong muốn mọi người một điều thôi, đó chính là Kai sẽ gửi link bài cái bài chia sẻ của Kai ngày hôm nay cho mọi người vào trong nhóm, thì mọi người có thể coi lại bất cứ lúc nào thoải mái, không sao hết. Thứ hai là các anh cái chị này phải cố gắng đọc lại, thì các anh chị hãy cố gắng lựa chọn cho mình một con đường để mình thực hành nhé. Quan trọng là việc ứng dụng, giống như là chị Tứ nói, chính là nếu mà mình phải lựa chọn, nếu các anh chị không hành động thì mình phải coi lại cái niềm tin và cái mong muốn của mình như thế nào. Nếu như chúng ta không xác định được và chúng ta cứ mơ hồ, thì cái việc các anh chị hiện hiện diện ở cùng một nơi, có thể cùng tại Robby. Tại sao? Nếu mà Robby nó dễ thành công thì chắc ai cũng đã bước vào là lên đỉnh hết rồi. Nhưng cuộc đời thì thành công nó không phải dựa vào cái công việc hay bản chất của công việc, mà dựa vào chính bản thân mỗi người và cái thái độ của họ đối với cái công việc đó. Và yên tâm một điều là chặng đường từ 5 đến 6 tháng của anh Huy mà chưa thành công là điều rất là bình thường. Không ai bước vào đây mà 5 6 tháng là thành công, trừ những trường hợp rất là đặc biệt. Nha các anh chị nha, cho nên là hãy cố gắng vững tin và cố gắng học hỏi mỗi ngày. Và cái chuyện học không nó cũng chưa đủ đâu ạ. Quan trọng nhất vẫn là ứng dụng những điều chúng ta học được vào trong cuộc sống. Và khi các anh chị đồng hành cùng với nhà Papamiu thì tất nhiên các anh chị sẽ có một cái môi trường tốt để các anh chị có thể cùng nhau hỗ trợ phát triển, kết nối với nhau nhiều hơn. Nhớ là sự không ngừng gia tăng, không ngừng kết nối, thì đừng đóng lòng mình lại, đừng không lắng nghe ai hết, hãy mở ra mình nghe và mình tiếp thu như thế nào là lựa chọn của mình. Rồi, ca xin nhường mic lại cho MC, và một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị đã có mặt đến giờ phút này đồng hành cùng với ca nhé. Xin chào mọi người. Dạ vâng ạ, à. Cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của anh Kai ạ, à. Rất là tâm huyết luôn các anh chị, rất là nhiều giá trị kiến thức cũng như là những cái chia sẻ từ anh đến từ cũng như là những cái chia sẻ giá trị của anh nè, những cái bài học rất là chi tiết, rất cụ thể luôn. Và một lần nữa thì em cũng thay mặt chương trình cảm ơn anh Kai rất là nhiều ạ, à. Các anh chị ơi, mình gặt hái thật là nhiều tim nhiều hoa để mình gửi lời cảm ơn đến anh Kai Nguyễn của chúng ta được không ạ? À? Dạ vâng ạ, à. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Dạ thì chúng ta vừa học xong cái buổi học thứ hai ngày hôm nay, đó là 4 bước gây thương nhớ cho khách hàng. Thì em mong là với cái phần mà chia sẻ của anh Kai rất là chi tiết như vậy, thì mong là các anh chị có những cái bài học cũng như là những cái giá trị kiến thức của mình, những cái kinh nghiệm đúc kết lại từ cái bài học để giúp cho các anh chị ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn, mình phát triển hơn và mình thành công hơn như các anh chị nhé. Và thông qua cái buổi học này thì mong là các anh chị có những cái kiến thức để làm sao mình có được những cái bước mình gây thương nhớ khách hàng, rồi mình và các anh chị còn đừng có quên là mình còn 2 cái buổi học nữa các anh chị, mình còn 2 buổi học nữa, đó là cái buổi thứ ba sẽ được diễn ra vào ngày 12 tháng 10 sắp tới nha các anh chị.